Alo, 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 xin chào anh em nha. Như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ có trận đấu nó vô cùng hấp dẫn giữa anh Trường Điện Ảnh và Phan Anh Giảng các bạn. Một vị tướng đến từ Đà Nẵng các bạn. Xin mời tất cả quý vị khán giả, các bạn hãy dành chút xíu thời gian quý báu mình một xem trận đấu hạng hấp dẫn trong buổi trưa ngày hôm nay. Kèo đấu này là Phương Tiên 1:57 nha các bạn. Ai mà em đi đấu rồi. Trận đấu này giang hồ anh em ơi, giang hồ đại chiến giờ Phan Thanh Giảng và sẽ gặp Trương Điện Ảnh đây. Alo, 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 xin chào anh em nha. Trận đấu phải nói là rất hay giữa Phan Giảng và Trường Điện Ảnh các bạn. Xin mời tất cả quý vị khán giả, các bạn hãy dành chút xíu thời gian mình vào xem trận đấu giang hồ đại chiến ngày hôm nay tại câu lạc bộ Phan Tình Bạn nha anh em. Alo alo, xin chào quý vị khán giả, một lời chào thân thương nhất nha. Xin chào Tippy, Tippy là chào Trần Trọng Đạo, chào anh Nguyễn Nguyễn. Chào Nguyễn Nguyễn nha. Giảng mới thắng Dũng Lầu Cai 7-1, đúng rồi. Để xin chào Tippy. Chào Tippy này. Xin chào Nguyễn Nguyễn. Trận đấu rất là hấp dẫn. Khán giả anh em mình đã xem đi. Chiều nay sẽ có giữa Dũng Lầu Cai và Tùng Ông Vàng nữa em ạ. Show này sẽ đánh liên tục. Đã lý Đức nó có Trường Đại Đào đánh liên tục. Con gì đây? Con xe rồi anh em ơi, con xe rồi, để xem. Nếu ra con xe thì ăn. Con chốt là thua nha anh em. Con tượng này em ơi, còn xe pháo đấy, thua rồi, dáng này thua rất là đau, cờ Trường lên rất là ngon em, 1-0, 1-0 nghiêng về cho Phan Thanh Giảng anh em ơi. Phan Thanh Giảng là tới từ Quảng Nam Đà Nẵng nha, xứ sở Quảng Nam đấy, nên khán giả nào đồng hương của Phan Thanh Giảng thì hãy ủng hộ cho Phan Giảng, còn khán giả nào đồng hương của Trương Đại Đào đến từ Bình Thuận là ghi để ủng hộ cho anh em. 1-0 nghiêng về cho Phan Thanh Giảng rồi anh em ơi. Trận đấu rất lẹ, cờ Trường lên rất là đẹp nên mà quýnh là rất là chủ quan. Quá kịch tính và hấp dẫn, quá kịch tính và hấp dẫn, đầy cảm xúc anh em ha. Nên khán giả mình đừng bỏ qua những trận đấu như thế này. Khán giả anh em mình đâu rồi, đại thân thương gia đình mình đâu rồi, hãy xem một trận cầu siêu kinh điển này anh em. Vô địch đến từ Đà Nẵng đây anh em nhá, là Phan Thanh Giảng. Cờ úp cũng hay mà cờ sáng là hàng A1, hàng đầu của quê hương Đà Nẵng anh em ha. Xin chào Bắc An.
À, chào lý thức mới 1M rã 1-0 rồi, đúng rồi. Đây. Hai bên đánh nhanh gọn và lẹ, rất là quyết liệt. Bây giờ đại đao cũng lẹ, mà Phan Thanh Giảng này cũng phải là một tay vừa đâu nha anh em. À, đến từ Đà Nẵng đấy. Trình thông báo khán giả cho anh em mình hãy hãy xem và thấy chưa, đánh rất là quyết liệt, ác liệt lắm anh em ơi, ác liệt lắm, rất là ác liệt, sôi động đấy, thấy chưa, chết rồi, tấn công và tấn công, thấy không, rất là máu lửa, hai bên đánh máu lửa lắm anh em, thấy không, rất là máu lửa đấy, đấy quyết liệt căng thẳng, à đấy, chơi luôn, thấy chưa, đánh gọi là chơi nhặt ráp anh em, mình chơi là đã máu rồi, không biết bố cháu lại hết, à máu rồi, máu đổ đầu rơi rồi, khán giả xem đây. Khán giả xem đây, trận siêu kinh điển đánh nhau đấy, nếu mà đánh vô thì còn báo khống nhà trường, đánh rất là máu lửa anh em thấy chưa, anh em thấy đại đau là đã nổi cơn lên rồi, là đánh rất là máu lửa, không sợ một ngại bất kỳ một đối thủ nào đâu, à anh đã búng đáo lên rồi, anh hứa quyết tâm, à sẽ anh hứa quyết tâm cái đau anh sẽ hạ các danh thủ này đây, anh hứa rồi, à hôm nay là thấy tinh thần ảnh đấy, à, chạy con mã rồi đấy, nếu mà ăn thì bị con khấu khống nha anh em, nên Phan Thanh Giảng không dám ăn, à rất là máu lửa anh em, bây giờ Phan Thanh Giảng đánh cũng rất lẹ, hai tay này đánh chừng 1-2 phút là sẽ có kết quả anh em, sẽ có kết quả ngay, là buộc lòng rồi, không có người ta đốt đấy, kể cả ngay bình luận viên Lý Đức bình luận mà cũng không kịp nữa đây, à phải chạy theo tốc độ nha anh em, nên quý vị khán giả nên thông cảm, cái lúc nào Lý Đức chậm được thì chậm, à không chậm được thì khán giả mình thông cảm, à phải coi theo cái tình huống mà đá nó kiểu best xin toàn sân đây nè, hai bên đá best xin toàn sân lắm, à đá rất là best xin toàn sân, à nên anh em khán giả mình hãy xem. À, xin chào Team Mino, à xin chào Team Mino nhá, trận đấu này giữa Trương Đại Đạo Phân Tiên với Phan Thanh Giảng này đến từ quê hương Đà Nẵng thân yêu, à miền Trung ấy, Đà Nẵng đấy anh em nha. À, khán giả hãy ủng hộ xem mà like mạnh đi anh em ơi, à quá kịch tính cặp và đầy cảm xúc này anh em ạ, đừng bỏ qua những cái trận đấu như thế này nha anh em, quá hấp dẫn, Lý Đức thấy là quá hấp dẫn này. Phan Thanh Giảng đánh rất là lẹ anh em ạ, rất là lẹ, à và chỉnh chu nữa, không phải là lẹ mà không hay đâu, lẹ mà đứng chỉnh chu rất là hay, con gì con pháo rồi, chắc chắn rồi anh em thấy không, à mở cờ rất hợp lệ, à mở cờ rất hợp lệ, à làm cho đại đào khó khăn chỗ này anh em ha, à đẩy vẫn là con pháo luôn, à hay rồi, à nếu mà lên con pháo này chống được cái đường giữa nha anh em, chống được cái đường giữa đấy nên thấy luôn rồi, xem con tượng ăn lên hay con chốt ăn lên, đúng rồi con chốt ăn lên, tại vì bên đại đào không còn con nào nữa đâu, chốt thì rất nhiều, à đã chết xe pháo rồi, mà hoài là xe pháo mã đã mất con xe rồi, chỉ còn con cuối cùng là con mã thôi anh em ha, à nhưng mà cờ sáng Phan Thanh Giảng rất là hay anh em ha, thấy khó khăn cho đại đao rồi đấy, à đúng rồi, đại đao nhìn Giảng tưởng đâu là Lê Thành, đúng rồi, không phải là cậu bé Lê Thành đâu, đúng không bác ha, đây là tay là kỳ thủ này đến từ Đà Nẵng đấy, à hàng đầu của Đà Nẵng đấy Bắc An nhá, không phải là tay vừa đâu, đánh con là Mẫn, Nguyễn Anh Mẫn đấy, cũng là xem với Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng đấy, đấy lên khán giả mình hãy xem, à xem hai kỳ thủ này đây, à Trương Đại Đao cũng là không mà tay vừa đâu, à cao thủ không đấy anh em nhá, để sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu rất là mỹ mãn đây, à khán giả mình hãy đón xem đi và hãy tương tác, à đồng thời ủng hộ, à like cho kính đi anh em ơi, anh em mà đại thân thương gia đình mình đâu rồi, à tại sao lại thờ ơ, tại sao lại thờ ơ những phút giây như thế này đây anh em, à con sĩ 9 thối 8 thì con sĩ 2 tấn 1, à điện thoại này có ai vậy, à có điện thoại nè, tôi hỏi qua đây là có điện thoại ngoài đấy, à nghe Dũng ơi, nên à, khán giả mình hãy xem tiếp đây, à để Phan Thanh Giảng đi nước nào đấy, à Phan Thanh Giảng đi nước nào đây anh em, à Phan Thanh Giảng đi nước nào đây, à người ta rất là chỉnh chu và chặt chẽ nha anh em, chỉnh chu rất là chặt chẽ, chặt chẽ đấy. Đấy, chắc là trường ăn cái con pháo giả này rồi, tại vì à, chặt chạy trước, chạy con mã trước, chạy đâu đây, à
vừa giữ mà vừa bắt cái con mã luôn anh em ạ. Lại hâm bắt con xe luôn này là rất là hay. Chắc ăn con mã rồi phải không? Có ăn con mã không? Nếu mà ăn con mã thì sao đây? Ăn con mã thì sao đây? Để xem. Ăn con mã thì bị giật con sĩ về anh em ạ. Con mã thì bị giật con sĩ về đấy. Ban tâm giảng đánh dẫn nước là cũng là ác lắm đấy. Tính toán là các hai bên là mua và tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Nên mới là ra những nước cờ quyết định như thế này. Nha, trận cầu đây là trận cầu đỉnh đấy anh em ạ. Hai làng tấn công, hai trường phải tấn công. Chiều nay 17 giờ tức là 5 giờ chiều nay khán giả anh em mình đã xem giật con sĩ về thấy không? 17 giờ chiều nay khán giả anh em mình sẽ được xem một trận cầu giữa Tùng Ông Vàng và Dũng Lộc Ca nha anh em, cũng trận cầu để là siêu đỉnh cao tấn công đấy, hai tay đó cũng tấn công đấy. Do chú sáng trình sáng đấy bận công việc gia đình nên hồi lại để ngày mai đánh, là thay vì cái bản hôm nay đấy. Giữa anh Trình sáng, giữa anh Trình sáng và Lưu Chí Bỉ, do anh sáng bận công việc nên dời lại lịch ngày mai, nên đôn cái bản của Dũng Lầu Cai lên sẽ gặp Tùng Ông Vàng 5 giờ chiều nay đấy. Nên khán giả mình hãy xem đấy, chiều nay 5 giờ khán giả mình hãy xem. Chúng tôi thấy mặt trên câu lạc bộ tình bạn là có mặt anh Dũng Lầu Cai và anh Tùng Ông Vàng rồi nhanh em. Hai kỳ thủ cũng đang náo nức chuẩn bị ra sân đấy. Nên khán giả anh em mình hãy xem đi, trận này xong rồi tới tiếp trận đấy nữa anh em, cho khán giả mình xem. Đừng bỏ qua những cơ hội như vậy anh em á, đừng bỏ qua. Hai tay này đánh rất là máu lửa, chuông đại đao rất là hay. Xác định chỉ là mình không còn con gì nên tiêu diệt cái con sĩ này nè, đồng thời hăm dọa cái con pháo giả luôn anh em, rất là hay, đi nước cờ rất là cao. Đồng thời con mã sẽ tấn lên anh em Phan Thanh Giảng hơn con xe, nhưng mất hai con xe, hai con da giả cũng khó lắm nha anh em, không phải là dễ đâu, không phải là dễ chơi với anh Trường đâu. Hai bên đều mưu mô tính toán rất là kỹ lưỡng rồi đấy, đấy anh em thấy chưa. Nếu mà con pháo giả, Trường sẽ đánh bằng con sĩ, đồng thời đe dọa con pháo giả của Phan Thanh Giảng luôn. Rồi cái con mã 4 này chuẩn bị là tấn 3 đây này. Anh em mà chuẩn bị tấn 3 để tham gia tấn công nữa đấy. Tham gia tấn công nữa đấy. Hai con xe, bên hai con xe giả đây cũng rất là khỏe và mạnh đấy, không phải là giỡn đâu nha anh em. Đừng đùa với Trường Đại Đao. Đừng đùa với Trường Đại Đao đây, chắc đập con pháo giả rồi, không còn nói gì hết em à. Đập con pháo giả không rồi con xe chính mình sẽ bình 3. Đập không? Không đập mà con mã 3 tấn 4, mã 4 tấn 3 anh em ha. Hay gì tại sao con sĩ không đập anh em, đập rồi binh con xe qua đây. Xin chào câu lạc bộ cờ độ quận 9. Trường khó nhai, giảng khó nhai anh Trường, vì anh Trường cùng là hàng hiệu. Đúng rồi, không có đâu, nếu mà giảng là đã đánh thắng Dũng Lầu Cai, Dũng Lầu Cai hồi nãy 7-1 rồi nha, chứ đó Trường thì không thành vấn đề vì đâu nha. Nha anh có lạc bộ quận 9 ơi nha, giảng là một tay cờ sáng rất là hay đấy. Bây giờ con xe chính có bình qua đây không, con xe chính có bình 3 không, con xe chính bình 3 được chưa anh em, con xe chính bình 3 được không. Xin chào thần A Xỉn nha. Tại sao con xe chính không bình 3 anh em, cái lộ này rất là ngon đây mà tại sao Trường không bình, khó hiểu quá. Đồng thời hâm chiếu ăn xe mà ăn cái con tượng giả luôn nha, Trường ăn hai cái nắp rồi anh em, Trường ăn hai cái nắp rồi. Xin chào Tần A Xỉn nha. Chưa có Tần A Xỉn rồi, sáng giờ không gặp kỳ đà nha Tần A Xỉn nha. Chú chào Tần A Xỉn đấy, chưa gặp đây. Để xem hai con xe rất là khó đánh chứ không phải là dễ đâu nha anh em. Tại sao mở để làm gì nữa anh em, mở để làm gì đây? Tại sao mà xe Trường không có hoạt động anh em á, Trường không có bình con xe chính này qua cái lột 3 anh em á, rất không hiểu ra, không hiểu nguyên do. Cái chỗ yếu như này là đánh luôn anh em á, tại sao mà Trường không qua anh em á. Có qua không, người ta chuẩn bị phá con xe giả đấy. Từng xỉn thử liên lạc giùm chú xem, mà sáng giờ chú chưa có liên lạc. Nhưng mà tại sao không thấy kỳ đà, chắc là mất làm hay mất công việc gì đấy. Từng xỉn có số
À, xin lỗi liên lạc giùm chú rồi, chú cảm ơn thằng Xỉn rất nhiều nha. Đấy, hồi nãy mình qua đi quýnh xong cái mình quýnh luôn con tượng, mình quýnh luôn con tượng ăn ra, mình giữ cái lộ này coi chừng người ta phá con xe giả mình đây này. À, chuẩn bị đây là con chốt nó phá con xe giả mình văng ra đấy nha, nên nên hãy xem chừng về chừng ở chỗ này. Để làm gì đây, đấy cờ sáng là dạng mà Phan Thanh Giản rất là cao nha anh em, mà không đùa được với Phan Thanh Giản đâu. Vì đang chuẩn bị vỡ gì, đang chuẩn bị nó xịn nói gì, đang chuẩn bị vỡ đỡ là cái gì đây, vỡ không hiểu. Đấy, coi chừng mất cái con xe giả này anh em nhá. Để xem. Hai con xe rất là khó. Ô vô kinh, ok giờ mà tại thân xỉn chuẩn bị vỡ vô kinh, vô đó mà thân xỉn ghi là chữ vỡ không đọc ra. Cảm ơn thân xỉn rất là nhiều. Có Kỳ Gia, có ông Thần Hộ Mệnh đi rất là kinh nó xôm lắm. Nha thân xỉn nha, cảm ơn thân xỉn nha. Để ngăn chặn cái con chốt này không cho qua nha anh em. Ngăn chặn không cho con chốt này qua đấy. Chuẩn bị giật về bắt cái con mã này nữa đây. Đây để xem giật về bắt cái con mã này. Để chưa chừng. Chuẩn bị giật về bắt cái con mã đấy. Để xem tại sao mà trường hôm nay đánh không hoạt động cái con này anh em. Ôi ta ra tướng làm sao mà đỡ đây, ra tướng làm sao mà đỡ đây, thật sao mà ghi bậy vậy. Có đi bậy hay không, ta ra tướng là đỡ bằng cách nào. Trường ơi là Trường chết rồi. Xin chào Hiếu Chung hay không. Mắc kém mà đấy, ra tướng làm sao mà đỡ đấy. Trường có bậy không đây. Hiếu Chung thấy là trận đấu siêu kinh điển không. Hiếu Chung thấy chưa, rất là hay đấy. Làm sao mà đỡ chỗ này đây nào, tại sao mà Trường hôm nay đánh sợ quá. Quá sợ hay sao đây. Ôi cờ rất là ngon nha anh em. Cờ thấy rất là ngon mà tại sao không khai thác thua rồi anh em ơi. Thua rồi. Đấy. Rất là khó hiểu Trường đây. Trường ơi là Trường, chết rồi, chết chỗ này rồi. Thua rồi anh em ơi, thôi chiếu thua rồi, bị hai xe rồi, thua rồi. Quýnh vô giữa thua rồi. Trời ơi, nước cờ đang ngon. Xin chào anh Hùng Đặng ơi. Trường sáng nay thua cho nóng dư âm, còn chiều nay chắc đâu Trường là sáng ăn nha, Trường thắng anh Lê Thành nha, nên Hùng Đặng nha. Trường sáng này thắng đấy, thắng anh Lê Thành đấy nha, Hùng Đặng nha. Trường thắng đấy. Trường hồi sáng thắng nha, Hùng Đặng nha, hồi sáng Trường thắng đấy. 2-0 cho Phan Thanh Giản rồi anh em ơi, 2-0 đây do anh Phan Thanh Giản rồi. Phan Thanh Giản là một tay đến từ Đà Nẵng nha anh em, thành phố Đà Nẵng đấy. Anh cũng nhất nhì với lại Nguyễn Anh Mẫn đấy. Nhất nhì đấy, để xem. Để xem khán giả ơi. Làm sao được tin.
Rồi bây giờ đỏ lại có một con xe rồi, trường đại đào chưa có, nhưng mà không sao nha anh em, mới hình mới là không sao đâu. Nó đã hình mới thì không sao đâu. À, nói chung là chỉ lợi thế một chút thôi, cũng chưa có gì đâu. Rồi úp mà, không nói lên điều gì được đâu anh em à. Rồi úp khó nói lắm. Quăng con mã lên bắt rồi. À, lường trước được những nước này nha anh em. À, con gì đấy, con chốt là lấy được con mã đấy, con gì? À, buộc lòng con xe ảnh lấy con mã rồi. Xin chào Hương, à, Hương Doãn, à, Doãn chấp hai trái, à, xin chào Hương Doãn nha. À, chào anh Văn Minh Nguyễn, à, cụ Phan đánh hay quá, coi chừng thắng đại đao, không có dễ đâu. À, không có dễ đâu nha. À, anh Văn Minh Nguyễn nha, anh Nương Loạn nha, để quê hương có thể là đồng hương với nhau, mình ủng hộ cổ vũ, nhưng mà chưa chắc đâu, cũng khó nói lên lắm. Trường đã từng thắng Hà Văn Tiến đấy, à, thắng Dũng Lào Cai đấy, hoặc là dẫn luôn là Chiêu Tà đấy anh em à, đừng có xem thường, à, không phải dễ đâu nha anh em nha, nên vậy cẩn thận đấy, đồng ý với các anh em Phan Thanh Giảng đánh rất hay, nhưng mà đừng xem thường Trường, không phải là dễ đâu, à, không phải dễ đâu, à, anh em nha. À, Phan Thanh Giảng chơi kịch độc, không đẩy Trường chớ coi thường, đúng rồi, à, hai bên phải thận trọng, nói chung bên nào cũng thận trọng rồi. À, tại sao lại bỏ con mã nữa rồi? À, đúng là con mã không có đường chạy anh em á, à, con mã không có đường chạy đây, à, nên đành lòng phải bỏ hay sao? À, tại sao hồi nãy con pháo giả đó anh em, à, con pháo giả không có chịu mà tấn xuống, à, con pháo 8 tấn 3 hơn nó xuống con pháo cho anh em ha, à, xuống con pháo, còn không thì xuống con chốt, mình cứu được con chốt 7 luôn anh em ha, à, hay biết là con pháo 8 tấn 3 mình kiếm con pháo, mình giữ con mã, không có con pháo thì ra con chốt mà cũng cứu được vậy. Đúng là coi chừng con pháo đành, à, Trường phải né ra cái lộ này, à, Phan Anh Rãng rất là chặt, không dám ăn ngân sĩ là sợ con mã Trường quăng xuống bậy bạ đây nè, à, người ta phải lo đỡ trước, ê, người ta lo đỡ trước, à, để xem, à, chơi luôn bắt rồi, buộc lòng ăn con sĩ Vinh rồi anh em thấy chưa, à, thấy Trường đánh rất là máu lửa và phóng khoáng anh em chưa, chào Hương Doãn nha, à, lên con mã là thấy dễ 1-0 rồi, à, bây giờ 2-0 rồi Hương Doãn ơi, à, xin chào Lâm Sung. Xin chào anh Lâm Xuân, xin chào anh Lâm Xuân, à, hai bên đánh quyết liệt, à, quyết liệt quá anh em ơi, rất là máu lửa đây, rất là máu lửa đấy. Đấy, bên nào có cờ thì bên đó phần trăm thắng rất là cao nha anh em ha, à, cờ úp này nó còn yếu tố mà hên xui trong đó cũng mấy chục phần trăm nữa đấy, à, còn yếu tố hên xui cũng trong đây nữa, nên là anh em con gì đấy, à, anh em mình hãy xem con vụ, a, à, con tượng thấy chưa, hồi lắm lúc mình không hên á, à, lên không có những con như mình muốn đâu anh em ơi, à, đấy thấy chưa, à, tỷ số, à, hy vọng là ve về đó anh em ơi, con gì đấy, à, con xe rồi, hy vọng nhá, hy vọng con xe thì được, à, hy vọng con xe thì đỡ cho Phan Thanh Giảng đấy, à, Trường phải cẩn thận, à, phải chậm chạp vào, đừng gấp gáp quá là bị sơ đấy anh em á, đừng nên gấp gáp nha anh em nhá, à, à, đúng rồi anh Lâm Xuân đấy, chưa Trường này đâu không có ngại đâu, cho dù là ai, bất kể người nào đến đâu, à, cho dù anh là ai, bất kể đến nơi đâu, à, và bản lĩnh như thế nào, à, Trường đại đao đều tiếp hết, kể cả Hà Văn Tiến mà Trường còn không ngại nữa, mà huống chi là mấy kỳ thủ này, đúng không, hàng đầu của nước Việt Nam mình là Hà Văn Tiến đấy mà, à, như là Lâm Tá Dài này, à, Chiều Cạ này, Dũng Lầu Cái này, anh ấy là, à, Trường đại đao chưa ngại đâu, huống chi mà mấy cái tay này Trường đại đao không ngại đâu, à, quyết tâm để, à, đối giảng cờ sáng là rất là cao nha, đừng có đùa đấy, đấy đồng ý người ta sẽ qua luôn, người ta thí đây, đừng có đùa, à, đấy người ta đang hâm bí rất là hay anh thấy không, à, à, để xem, à, buộc là, à, bắn lên rồi con gì đấy, ôi trời ơi con pháo rồi, là che mặt giữa thì không sao, con mã quýnh qua không hay là con xe thí luôn, à, con mã quýnh qua hay không, à, được không, con mã quýnh qua được không hay là con xe thí luôn đấy, gõ hai ba cách cho anh em, à, nếu mà thí xe hay là con mã quýnh qua đấy, à, phải cẩn thận đối với lại là Phan Thanh Giảng là một tay cờ sáng rất là cao, đừng xem thường
để xem thường là sẽ thất bại đấy anh em á, không nên xem thường. À, đúng rồi anh Lâm Sung ơi, hôm qua vô này đau mới làm chiều tà thì ngại gì mà Phan Thanh Giản đúng không? Em nó Phan Thanh Giản cũng như chiều tà cũng ngang ngang nhau thôi, cũng ngại không ai chấp được ai đâu. À nhá, nên đấy khán giả mình hãy xem. À, anh Lâm Sung anh cũng biết rồi đúng không? Anh Vinh Lữ cũng thừa biết rồi. Đấy. Vườn này đào từng tấn Hà Văn Tiến và chiêu tà luôn mà đó, mà về hàng đầu của top 10 của cả nước Việt Nam và cốp là chiêu tà với lại Hà Văn Tiến là cũng số má lắm nha. Dũng Lầu Cái này kia anh em ha, Hậu Long Thanh này kia nè, Trường Đại Đào đã tiếp quá rồi, Hướng Văn Minh này kia nè, đấy không ngại đâu. Chiêu tà đã từng tiếp xúc qua rồi, giao đấu hết nhau rồi anh em nha, từng giao đấu với nhau rồi. Để xem đấy, thấy chưa, gì đây. À, con xe đi đâu đây? À, con xe đâu có cho anh rảnh rỗi được. À, con xe không cho anh rảnh rỗi đâu. À, không cho anh rảnh rỗi đâu, để coi chừng nha, để xem nước này bình qua bắt con xe giả được không. À, để xem bình qua bắt con xe giả được không anh em. À, bình qua bắt con xe giả thì sao đấy. À, bình được không. À, bây giờ con xe 4 đấy, à, mình bình 8 bình 9 được không, à, để xem có bị mắc bẫy gì không anh em. À, ồ cảm ơn anh Vinh Lữ rất nhiều đã có lời động viên khán giả. Anh em cứ xem mà like cho Lý Quốc Sư đi anh em, à, like cho Lý Đức đi anh em ơi. Lý Đức xin chân thành. Chết rồi, chết có một con chiếc xe ọp rồi. À, đại đao lên con pháo này rất là ác anh em à. Đại đao lên con pháo quá ác, chết con xe rồi. À, con pháo ăn thì bị con mã dục tới chiếu, chết con xe nha anh em đấy. Thấy hai bàn tay của đại đao chưa, hai bàn tay của đại đao thua nhưng mà anh vẫn là vui, chứ không phải là lựa mà cái chiến thắng vinh quang anh làm như cái thế này đâu anh em thấy chưa. Những cái thao tác thường xuyên anh hay làm, à anh đang mừng để giống như là những cầu thủ mà đá banh vào lưới người ta đấy. À, những cái bàn thắng mà ghi bàn đó anh em á. À, đấy là những cái tín hiệu đó thôi chứ không chắc ảnh được, ảnh vui mà. Nhưng mà tỷ số bây giờ anh đang vẫn bị dẫn 2-0 đấy. À, nên khán giả nên nó mình xem hãy thêm mà ủng hộ cho ảnh. À, rất là vui, rất là kiểu giống như là cậu bé vàng Maradona vậy, ăn mừng chiến thắng anh em thấy chưa. À, cậu bé rồi đó, Maradona còn bé đấy, ăn mừng chiến thắng rất là ngây ngô và ngộ nghĩnh đấy. À, cũng như anh Trường đây dùng hai bàn tay đấy. À, là khán giả đây mình hiểu rồi. À, anh Hương Dọn nó là đánh giang hồ. À, hay thường thế nào để anh em biết cổ vũ. À, đánh giang hồ hay thưởng thế nào. À, đánh này đánh giang hồ nha anh Hương Dọn nha. À, đánh giang hồ đấy anh Hương Dọn, cứ cổ vũ đi anh Hương Dọn, thích kỳ thủ nào thì anh Hương Dọn cứ ủng hộ và kỳ thủ đấy. À, thích anh Phan Thanh Giản thì anh ủng hộ cho Phan Giản, thích anh Trường Đại Đao thì hãy ủng hộ cho Trường Đại Đao nha anh Hương Dọn nha. Cái này là cờ đánh giang hồ đấy. À, xin chào online Moni. À, xin chào online Molly. À, ai thắng bình luận viên thưởng đó Hương Dọn ơi. Ôi không có đâu. Anh Lâm Trung nói vậy là chết em, để người ta nói mình là này kia nữa không đúng. À nha anh Lâm Trung nha. À đấy nha anh Hương Dọn nha, đấy à, để người ta mất công người ta nói mình là không nói hoặc không giữ lời anh Vinh Lữ. À đúng không đấy. À, xin chào anh Hải Diệp nha, xin chào anh Hải Diệp. À, khán giả anh em mình ơi, trận đấu quá hay như thế này mà tại sao khán giả mình không ủng hộ mạnh like đi anh em ơi. À, lắm khi nào mà có những cao thủ đánh như này nha, anh Phan Thanh Giản này anh vào giao đấu đấy thì anh sẽ về Đà Nẵng thôi, anh sẽ đón máy bay về Đà Nẵng đấy, không có cơ hội để khán giả mình xem được nữa đâu. À, anh không ở thành phố này là để giao du, anh đã đấu chỉ mấy vài người thôi, anh sẽ bay về Đà Nẵng đấy, giống như anh Tùng Keo vậy anh em ha. Anh vào đây các anh về Đà Nẵng đấy, vào đây giao đấu hồi đó cũng Nguyễn Anh Mẫn cũng vậy, vào đây giao đấu được một hai show thì về đấy, người ta không có thời gian đâu. À, nên khán giả mình hãy đón xem đi. À, và ủng hộ mạnh đi cho anh em đó, hãy đón xem. À, xin chào Sang nhá, xin chào Sang. À, xin chào Sang đây. À, con pháo rồi thấy chưa, hai bên đánh là quá là hay anh em ha. Bên nào cũng hay, không phải là bên này hay đâu. À, bên nào cũng hay đấy, bên này sổ cờ rất là hay. À, đúng rồi, Phan Thanh Giản là Quảng Nam ấy. À, Lâm Xuân nha, Quảng Nam Đà Nẵng đấy. À, quê hương của Đặng Việt luôn ấy, Đặng Việt ở Lâm Xuân ha. Đặng Việt là cũng Quảng Nam Đà Nẵng đấy. À, à, cái gì 41 là cái gì đây.
À, sang nó 41 là cái gì đây? Mới 02 mà nó 41 là cái gì? À, xe 4 thối 1, đúng rồi. À, xe 4 thối 1. À, đúng rồi. Bây giờ trường đại đao đang chuẩn bị xe 4 thối 1 đó, sang nha. Mà để xem coi có bị mắc bẫy, mắc lừa gì hay không đấy. À, nha sang nhá. Thời gian nói chung là còn nhiều. À, Phan lên giảng thì còn 4 phút thôi. Trường rất là còn nhiều nên phải cẩn thận. À, cẩn thận là tốt nhất. Đúng rồi, cẩn thận là tốt nhất. À, cẩn thận vẫn là còn có cái gì đây. À, tại sao mà để xem mà ăn con pháo là phế con xe được không? Coi coi chừng đấy, người ta phế con xe cờ, người tháng người ta cao, mình có không có xem thường được. À, nha nha sang nhá, phải cẩn thận. Rồi sáng là Phan Lanh Giảng rất là cao đấy, người ta chấp nhận là thế phế con xe, người ta đánh lừa mình đấy. À, đại đao là gà tiễn của bình luận viên. À, sao Bác An lại nói như vậy? À, không phải đâu Bác An ơi, không phải đâu Bác An ơi. Chào online money. À, để sang thấy chưa, phải cẩn thận. À, đổi với hai tay đấy, rất là cẩn thận. À, chất một ly là đi một dặm đấy nha anh em nha, rất là đắn đo chân chờ và phải kể thêm hừng toan tính đấy, phải toan tính thật kỹ vào, đắn đo chân chờ và toan tính. À, à, để anh em để xem, để coi cụ Phan Thanh Giảng này, à, xử lý làm sao đây. À, cụ Phan Giảng làm sao đây nha, để xem khán giả mình nên học hỏi những cái tình huống như này nè anh em. À, cần nổ khó khăn, à, cần nổ khó khăn xây chuyển làm sao. À, và xem trường đại đao tấn công như thế nào. À, mình nên học hỏi nha anh em á, mình nên đáng học hỏi đây, để bài học là để mình đáng học hỏi đây. À, đấy, à, để rất là xem khán giả xem. À, xe 4 thối 1. À, đại đạo ơi, để đó thối 1 rồi đấy, sang thấy chưa, sang thấy chưa, sang thấy có sao thối 1 chưa, cái nước nó phải từ từ. À, nước nó từ từ nha sang nha. Hương dọn mấy ngày nay anh già bận là nhiên góp. À, đỉnh hơn mấy ảnh trẻ nhiều. À, không có đỉnh hơn đâu. À, à, có anh nào già đâu anh Hương dọn nha. Phan Lanh Giảng còn nhỏ còn trẻ mà, tại là ta kêu cụ Phan Lanh Giảng là cái tên của cụ Phan Giảng là xưa chứ Phan Giảng này còn trẻ nha, nha Hương dọn nha, Phan Lanh Giảng còn trẻ đấy, Phan Lanh Giảng này còn nhỏ tuổi là chừng ba mấy chứ nhiêu. À, còn nhỏ nha, Phan Lanh Giảng này còn nhỏ không lớn đâu. Đấy, tại người ta dùng cái cụ là cụ Phan Giảng hồi xưa đấy. À, đấy. À, để xem. À, trận đấu quá hấp dẫn này mà, dáng này quá kịch tính. À, quá kịch tính. À, khán giả anh em mình ơi, hãy like mạnh anh em, trận đấu quá hấp dẫn, siêu kinh điển này 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 nè. Tại sao khán giả mình lại bỏ qua mà thờ ơ như thế này? Bây giờ trường đã bị dựng trước hai bàn rồi, đang sức ép gây lại là để gỡ lại bàn thắng anh em á, gỡ lại tỷ số đấy, rút ngắn lại để xem anh em á, lại rút ngắn lại tỷ số không. À, khán giả mình lại đâu rồi, ủng hộ mạnh đi anh em ơi. À, ủng hộ mạnh, ủng hộ mạnh cho Lý Đức nha anh em á. Lý Đức xin chân thành cảm ơn rất nhiều. À, đưa con sĩ lên để đỡ nước cái con mã này mà. Bây giờ xem. À, nếu mà pháo quýnh chiếu thì sao? À, có nguy hiểm gì không? À, trường vẫn còn đang xem, trường vẫn còn đang xem đấy anh em. À, bây giờ con pháo quýnh chiếu hay con xe vô con xe pháo quýnh chiếu rất là mạnh. À, đấy, đi đâu? À, vẫn để con xe đôi như thế này anh em. À, à, bây giờ trường tạt qua kia không? À, con pháo tạt qua kia được chưa anh em? À, con pháo 5 mình tạt qua 9 được không? Tạt qua biên đi. À, được không khán giả anh em ơi? À, còn đấy mình hồng này mình chiếu cái con mã anh xí bớt con xe là mình ăn rồi.
anh em á, cờ sáng cao thì cao, cái không chấp được một con mã đâu à, anh em á. Pháo 5 bình 9 đúng chưa? À Sang ơi, pháo 5 lại bình 3 rồi à, anh chuyển hướng qua đây à, để đúng rồi, cái nước đâm xuống này là cũng nguy hiểm đó Sang. Bình 3 hay hơn Sang ha à, bình 3 hay hơn là bình 9. Đấy, khó chịu thấy chưa, đâm một cái mà là lồi phèo để con pháo này nó đâm đi rồi con mã nó quăng đi à, ba bên bốn phía đây à, rất là khó chịu đây, khó cho cụ phan giảng rồi. 1-2 anh em ơi à, bình 3 hay hơn á Sang ơi, bình 3 lại hay hơn là bình 9 à, nha Sang nhá, bình 3 hay hơn, nước này trường đánh rất là hay đây này. Đây để xem cụ phan giảng đỡ như thế nào à, tấn lên luôn anh em thấy chưa. À, tấn sợ nước là cái con xe mà à, con mã nó quăng chiếu rồi con pháo rầm à, đi đâu đây à, đâu dám vô con pháo anh em, đánh rất là ác liệt anh em thấy chưa à, nếu mà sức tướng á, thì con xe quýnh chúng con sĩ. Bây giờ trường đã có con mã nó có căng rồi, thua rồi. Cao thơ ơi, 1-2 rồi, bàn thắng đã rút ngắn rồi anh em ơi, rút ngắn rồi Sang ơi à, không còn pháo 4 bình 3 nữa đâu à, tỷ số đã 1-2 rồi Sang nhá à, tỷ số đã 1-2 rồi. Quá hay anh em thấy chưa, anh em khán giả mình rất là hay thấy chưa. Đúng rồi, quá khó đây à, cái người công cũng hay mà người thủ cũng dẻo nè anh em ha, người công cũng hay mà người thủ cũng dẻo đây. À khán giả anh em này thấy chưa, người công cũng hay mà người thủ cũng dẻo anh em ha à. Đại chiều nay à, thông báo với quý khán giả luôn à, cái trận đấu mà giữa anh Trình à, Sáng và Lưu Chí Vĩ đấy à, sẽ dời lại ngày mai nha anh em, do anh à, Trình à, Sáng có công việc gia đình à, nên liêm hết luôn cái trận đấu giữa à, Dũng Lầu Cai và Tùng Ông Vàng lên đó vào lúc 17 giờ chiều nay. Khán giả mình hãy đón xem à, và ủng hộ cho nha anh em à, ủng hộ và đón xem đấy, lên khán giả mình ủng hộ mạnh lên để đón xem. Đấy, hai trận đấu đấy cũng là siêu kinh điển, siêu tấn công đấy à, nên đừng có bỏ qua những trận đấu như vậy à. Đấy, lên con xe chắc quạt rồi, sắm cái máy quạt lại anh em ha, sắm cái máy quạt lại đây chơi luôn rồi. Trường Đại Đao đánh rất là máu anh em, bây giờ Trường Đại Đao đã máu rồi, Trường Đại Đao đã máu rồi, không biết bố cháu lại đâu. Đấy đúng rồi, tướng ở chân làm sao mà đỡ nổi đó, Trường Đại Đao đã máu rồi nghe chưa. Dũng Lầu Cai và Tùng Giang Hồ hay đánh giải đó Sang ơi, Lý Đức đã đọc rồi, đánh giải đấy à, đôn cái trận đấu thay vì chiều nay là anh Trịnh Sáng à, sẽ gặp anh à, Lưu Chí Vĩ, nhưng mà do anh Trịnh Sáng à, do anh Trịnh Sáng có công việc à, nên không đánh được nên giờ lại ngày mai, nên đôn cái trận đấu giữa Tùng Ông Vàng và Dũng Lầu Cai lên nha Sang nhá. Lý Đức đọc rất là chậm mà đọc 2-3 lần rồi. À, khoa xăm chính vô kèo mà gì mà hát dữ vậy à, khán giả hỏi khoa xăm chính kìa, vô kèo gì đây mà hát dữ vậy đây à, khoa đang hí hởn đó anh Lâm Xuân ơi, khoa đang hí hởn đang hát đấy. Sao anh Lâm Xuân biết cái tiếng hay vậy ta à, Lâm Xuân biết cái tiếng nhìn ra liền hả ta. Thấy chưa anh em, thấy Trường đang là máu rồi, máu đổ đầu rơi rồi anh em ơi, đã máu đổ đầu rơi rồi à, quyết liệt đấy, đánh rất là máu lửa, không ngại va chạm anh em thấy chưa, đánh rất là ngại không ngại va chạm, làm cho anh Trang Lanh Giảng bị bối rối cái chỗ này đây thấy chưa, làm cho anh Trang Lanh Giảng bối rối rồi đấy à, anh em nha, làm cho anh Trang Lanh Giảng bối rối rồi. Mà mấy trăm anh em xem mà like chỉ được 50+ like khán giả anh em mình ơi, gia đình mình đâu rồi, đại tương tương gia đình đâu rồi, hãy ủng hộ mạnh cho Lý Đức đi anh em ơi, ủng hộ Lý Đức thôi anh em ơi à. Nói nhìn lưỡi qua mới biết, ok à, ai biết chữ Lâm Xuân là của anh đâu à. Khoa ơi, Vinh Lữ hỏi làm gì mà Khoa la dữ vậy kìa, Khoa ơi, anh Vinh Lữ hỏi Khoa la quá nè anh Vinh Lữ ngủ không được à, anh Vinh Lữ đó, nói vậy còn vậy đó, anh gật đầu anh cười cười kìa em nói là Khoa la quá anh Vinh Lữ ngủ không được, anh gật đầu anh cười cười đấy à, đấy giờ thì cái gì đây, tiếp tục lại chi nã mấy con báo giả nữa này đấy chưa. À, chi nã còn báo giả hết à, chắc bình vô con quá hai bình ba rồi chứ đi đâu giờ à, quá hai chắc bình ba, đâu có đường nào đi đâu, còn đường nào thứ hai đó đây mà không còn đường à, để buộc lòng có đấu không hay sao đây, chắc phải đấu rồi, đâu dám rồi, không đấu là quýnh xuống chỗ này chết đấy, chắc phải đấu rồi à, chắc phải đấu rồi anh em mình
không dám chạy đâu à, chạy nó quýnh xuống cái lộ này là chết đó, xe pháo nó đang không nè, quýnh rồi buộc tí rồi à, con xe chạy đâu đây, con xe 8 đi đâu đây, con xe 8 Bình Tứ không, chắc con xe 8 Bình Tứ anh em à, con xe 8 A Tấn bắt luôn à, năm máu rồi. Anh quyết định nhào con tự xuống luôn đấy, nhào con tự xuống không cho dở cờ à, đi về là nhào con tự xuống luôn, đường này đau quýnh ác lắm nha, chúng mày là dở đâu. À, nếu mà chạy con mã là con tượng sẽ lao xuống đấy à, con tượng chính anh sẽ tấn bảy anh em à, con tượng chính tấn bảy không cho mở, đúng rồi, đánh mày quyết liệt như vậy à, con tượng chính tấn bảy rồi à, phải xem có tấn hay không, con tượng chính tấn bảy rồi à, à, xin chào An đi nha, à, cái gì đây kiếm con sĩ đấy, con gì à, anh tấn công và tấn công à, đúng rồi, giác đao chạy lung tung à, tấn công mà à, đã phải không phải thì đi Quảng Ngãi trồng cải luôn à, xuống luôn xuống luôn à, thấy chưa, quyết liệt rồi, quyết liệt rồi, máu đổ đâu rơi rồi anh em á, máu đổ đâu rồi, làm cho fan giảng phải bối rối chỗ này anh em ơi à, làm fan giảng bối rối à, qua bối rối đấy à, khá khen cho tinh thần mà chiến đấu của đại đạo nha anh em à, đó sẽ thật à, gặp mấy tay khác là gặp ban giảng là rung đấy, nhưng mà giỡn đâu à, nhưng mà trường đại đau quyết liệt à, bây giờ dở con tượng hay dở con mã đây à, con mã 8 tấn 7 rồi, con gì hay quá, hay luôn à, quá hay lên luôn, đại đau quyết định là một nước sáng suốt rất là hay à, rất là hay, lên con gì, lên con xe lệnh về là đi đâu, con gì đây, con gì đây à, cơ hội để mở, nếu con xe ăn lại con xe con gì, con chốt chết rồi, chết rồi, chết bết con mã rồi con mã thối năm à, con mã thối năm anh em ha, con mã thối năm rồi, buộc lòng những cái nước cơ bản không mà đại đạo bắt đầu dung đau rồi đấy, chết với đại đạo cái này rồi à, chết với đại đạo đấy à, đi đâu đây, đi đâu, đi đâu à, con sĩ mà bắt nó không à, con sĩ tấn xuống bắt nó không anh em ơi, con sĩ bắt hoài, bắt liên tục à, bắt ly con sĩ 5 tấn 4 bắt luôn, bắt không, con sĩ 5 tấn 4 bắt không à, bắt không, chào quân phạm à, chào quân phạm ha, mở ra hai trái bầu một con nai, đúng rồi, hai trái bầu một con nai, hai con cua một con tôm, hai con cua một con tôm, đúng không quân phạm á à, đây đè luôn, tì đè luôn, đè luôn, đè luôn, đè trừ khi nào mạnh thở không nổi thôi à, chuẩn bị đưa con sĩ qua bắt ác không à, quân phạm bây giờ binh à, bên xanh đâu có con mỡ à, bên xanh không có con mỡ, giờ đỡ cái gì đây, anh đè cái đè hoài giống như Mỹ đen mà nó đè gì, chào anh Tâm Phan à, Quảng Ngãi hù Quảng Nam Quảng Ngãi hù Quảng Nam, đè tắt thở à, đè tắt thở nha à, Quảng Ngãi hù Quảng Nam à, đè tắt thở đúng không à, quá hay luôn anh em, thấy chưa, quá hay, chơi luôn à, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, không có ngại, bên đây cũng chả ngại anh đâu à, tiến lên luôn, tiến lên luôn, nếu bộ đội là không có lùi à, một khi đi là không có lùi nha anh em à, đấy, một khi đã đi rồi là không có lùi, đi bộ đội là chỉ biết tiến lên thôi, không có lùi à, tiến lên luôn à, lùi giờ lùi là lùi, anh lùi thì tôi lùi, anh lùi thì tôi lùi à, anh lùi thì tôi lùi à, đúng chưa, anh lùi tôi lùi, đúng rồi à, hiểu mà lùi nha, đọc qua chút biên đấy anh em à, à, chi nã tội phạm à, tội phạm chi nã, nếu mà phan anh giảng con mã 7 mà thôi chính thì trường sẽ con xe 5 bình 1 liền à, không cho anh nhúc nhích cục cửa nha, nếu mà anh con mã 9 anh thôi 8 đấy à, trường đại đa con xe 5 xe bình tử à, đón con mã này nè không cho cái con mã đi lên, không cho con mã đi lên đâu à, chắc chắn là như vậy đấy, giam cả những trăm chắc với tham giả như vậy, hoặc giả là sẽ nhổ cái đinh lên à, trường đại đào sẽ nhổ cái đinh lên này anh em ha à. Hai điều rồi à, hai điều rồi, trừ khi nào mà con xe một của Phan Thanh Giảng là con xe đấy còn nói chuyện được à, nha anh em, cái này khó khăn cho Phan Thanh Giảng rồi, nhổ đinh lên trước đi, mình đừng đánh cái gì hết anh em à, nên nhổ đinh lên được không, đây đừng có mà tấn công quá rồi chết đấy, tấn công quá là lăn đùng ra đấy nha, đừng có giỡn, đừng mê tấn công, đừng mê tấn công, chặt chẽ đi nào, chặt chẽ đi nào, coi chừng đấy, coi chừng cầm bẫy của tình yêu đây, đúng rồi à, từ từ mà nhổ đinh đến đi, mình giờ đang rảnh rỗi mà à, dư nước đi, cứ nhổ đinh lên em à, để người ta phản đòn rồi, đúng rồi, nhổ đinh lên đi
à, cứ nhổ đinh lên à, anh em ha. Đấy, cứ từ từ à, đừng có gấp gáp quá. Đấy, ấy, coi chừng đấy, đánh lẹ quá coi chừng đấy nha. Đúng rồi, đánh lẹ quá coi chừng, coi chừng. Con gì đây? Con gì đây? Con voi ma mút, con voi ma mút. Rồi anh em ơi, con voi ma mút. À, con voi nhá. À, để xem bây giờ à, trường đang khai thác vào cái chỗ yếu này của Phan Thanh Giảng đây này anh em ơi, đang khai thác vào đấy. À, bó thì bó cho chặt nha trường nha, bó thì bó cho chặt vào, đừng để sống tội phạm đấy. À, sống là tỷ số sẽ xưng ra giao cho người ta đấy, nên phải bó cho chặt vào, bó chặt vào đi nào. À, đừng để cho tội phạm mà sống đấy là không được đâu. À, coi chừng chậm chạm thôi. Ơi dán con nhiều phải chậm chạp, cẩn thận chậm chạp. À, thí rồi nó bình báo vô là người ta ăn sợ chỗ này rồi, tại sao mà để cho người ta thí đây? À, chắc trường ăn xe rồi quá. À, trường ăn xe rồi. À, chắc là trường ăn xe rồi phải không? À, nên là làm bài toán như thế này anh em á. À, làm bài toán đây cũng khó khăn cho đây, khó khăn cho Phan Thanh Giảng rồi. Đấy, bên trường là còn pháo mã đó nha em. À, bên trường con gì đây? Không phải xe là giao cờ đấy. Rồi xong rồi, không phải con xe là chắc chắn là hai điều rồi. À, rồi chừng ở đây này, đánh vô giữa đây này, chắc là con xe rồi. Sao anh mạnh dạng như thế này anh em? À, à, xin chào Hiếu Chung. À, anh Đức ơi, chiều nay chơi cho khô máu luôn. Chơi cái gì mà khô máu đây? À, chơi cái gì mà khô máu đây? Đấy. À, à, em theo thì em theo đi, ăn đi nhá, anh không có theo nhá, ăn đi nhá. Em muốn theo ai thì em theo, em thích thì em cứ theo đi. Con gì đấy? À, con xe hay con gì đây? Con pháo thua rồi. À, chắc đại đao lưỡng con xe rồi chưa đây, mà sao thấy tỉnh táo vậy anh em ơi? Ui ra còn con xe hai điều, hai điều. Còn con xe mà tưởng anh đánh như là à, hai điều cơ kìa. Anh đánh như thể là như là vậy anh em á. À, hai điều anh em giờ khán giả thấy chưa, quá hay anh em thấy chưa, quá kịch tính và quá hay. Khán giả ơi, hãy ủng hộ lại mạnh cho Ní Đức đi anh em ơi, để các nhà tài trợ đấy, người ta sẽ hướng tới mà tài trợ. À, giải chiều nay đây. À, à, chiều nay 17 giờ sẽ có một trận đấu giữa anh Trường, tranh anh Tùng ông Giang, ông Tùng ông Giang và Dũng Lào Cai đấy. À, xin chào anh Sơn Local nhá. À, xin chào anh Sơn Local. Đấy, hai trận đấu này quá hấp dẫn anh Sơn Local ơi, khán giả ơi. À, à, Phan Thanh Giảng vừa thắng 2-0 là trường để một cái số ve, ba ve Munis là ve liền. À, anh em nhá. À, khán giả mình hãy xem và like mạnh đi anh em ơi. À, chiều nay có một trận đấu có hấp dẫn đấy giữa à, Dũng Lào Cai và Tùng Ông Vàng đấy anh em nhá. À, chào kinh cờ về đây. À, chào kinh cờ. À, là bà xin đồng lời cảm ơn. À, chào anh Ngọc Phú Bùi. À, à, đúng rồi, thật thật giả giả đó đấy, nó là cái bài toán gọi là cái chiêu mình đánh anh em ạ. À, đấy nên mình phải thật thật giả giả, giống như tố phé với anh Ngọc Phú Bùi ha, làm cho khán, làm cho các kỳ thủ nó không biết. À, đấy, đấy cái chiêu đó rất là hay đấy. Xin chân thành cảm ơn à, hai nhà tài trợ chính đó là anh David Lê và anh Lạc Bùi. À, đã tài trợ cho một cái giải đấu mà à, cho các kỳ thủ các à, trên tỉnh khắp mọi miền thành phố đất nước nha, để về để giao đấu với nhau. À, xin chân thành cảm ơn hai anh rất nhiều. À, và xin à, à, xin cảm ơn các nhà tài trợ à, à, luôn đồng hành và ủng hộ. À, xin cảm ơn hai anh. À, cảm ơn anh à, chú Tư HN rất nhiều. À, anh à, Hồ Tinh này, anh Thần Phạm này, anh Nguyễn Đức Anh này. À, đấy. À, và bác sĩ Thắng nè, à, rồi anh Khánh Trắng nè, Đức, Đức Đức Khánh nè, à, đã tài trợ à, các nhân giải đấu này, anh Mr. Thắng luôn nè. À, đấy, bác sĩ Thắng luôn. Đấy, nhiều các nhà mạnh thương quân lắm. À, Lý Đức đọc thì không thể hết đâu. À, nha anh em, đọc không để hết đâu. À, và xin chúc à, các nhà tài trợ, xin chúc anh David Lê và anh Lạc Bùi và các nhà tài trợ nha, được dồi dào sức khỏe, à, sống lâu trăm tuổi, à, 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 vui như con chim sẻ, mạnh khỏe như con đại bàng, giàu sang như con chim phụng, à, làm lụng như con chim sâu, à, sống lâu như ông Ngọc Hoàng. Đấy là lời chúc chân thật từ
bình luận viên của Lý Đức đến các nhà mạnh thường quân nha. Đấy, các mạnh thường quân là chỉ cần sức khỏe thôi nha, sức khỏe là trên hết rồi, khỏe như con đại bàng vậy là được rồi, tung cánh bay trên các bầu trời nha. Mong các nhà tài trợ gặp nhiều may mắn, xin cảm ơn hơn để tiếp tục tài trợ cho các giải đấu như thế này, để cho khán giả được xem nhiều. Xin rất xin chân thành cảm ơn rất nhiều tấm lòng vàng của các nhà tài trợ đấy, Lý Đức đại diện cho các kỳ thủ và khán giả, xin cảm ơn và cảm ơn đấy. Chào Quân Phạm nha, dáng này đến anh giảng đè đúng rồi, cái dáng coi nào mạnh người đó sẽ ăn thôi. Quân Phạm á, đấy, đàng hoàng như Lý Đức đúng rồi, đúng rồi, sống lâu như một hoàng, đàng hoàng như Lý Đức đúng không? Đạo đức như Hiếu Trung, đúng chưa? Đúng chưa? Đạo đức như Hiếu Trung đấy. Nói vậy nói tiếp nữa, nếu mà tiếp nữa dài lắm Hiếu Trung nha, dài lắm, nếu mình nói tiếp nữa dài lắm. Đạo đức như Hiếu Trung nha đấy. Đấy, quá khó khăn cho chạy đao dáng này rồi anh em ơi. Úp nó vậy đó. Nay thì anh mạnh, mai thì tới tôi. Chả lẽ không có ai được hoài mà không ai mất mãi đâu anh em á, có ai mà được hoài ai mất mãi đâu, giống như cuộc đời á, người ta nói vậy đây. Anh được hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, ngày tới tôi. Tôi là không có mất hoài đâu, ông trời ông rất là công bằng. Anh lấy của ông trời, ông đã lấy của người này cái này, ông sẽ bù đắp cho người đó cái khác. Giống như lấy đi đôi mắt của người mù, người ta sẽ bù đắp cho những người ta có cái khiếu này, khiếu nọ. Đúng anh em, đó là như vậy, ông trời rất là công bằng. Xin chào Nguyễn Thanh Quang. Chào Nguyễn Thanh Quang nhá, trận đấu hay quá. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Quang, có anh bình luận viên càng thêm hay. Xin chào, xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Quang rất là nhiều, đã có một lời khen ngợi cho Lý Đức. Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thanh Quang nhá. Đấy, quá hấp dẫn anh Nguyễn Thanh Quang, thấy không, trận đấu sôi động lắm. Tỷ số đuột đuổi mà hai cao thủ hàng đầu nữa. Tại sao khán giả anh em mình đừng bỏ qua những cái trận đấu như thế này, đúng anh Nguyễn Thanh Quang. Lý Đức cũng từng nói đâu phải là dễ được xem đâu. Phan Thanh Giảng anh đánh được vài xô thì anh về rồi, anh về Đà Nẵng, giống như đợt mà Nguyễn Anh Mẫn vào đây đấy. Người ta còn về Đà Nẵng nữa, chứ không có là không ở trong đây hoài để cho khán giả mình xem đâu. Nên khán giả mình đó, hãy tranh thủ nhín chút thời gian để xem đi, và đồng thời cổ vũ. Nếu mà quê hương Đà Nẵng á, thân yêu hãy hướng về anh Phan Thanh Giảng nhá. Còn anh nào Bình Thuận thân yêu và Sài Gòn hãy hướng về anh Chuồng Đại Đao. Chuồng Đại Đao Bình Thuận là gì đấy, khán giả mình hãy ủng hộ, là một nguồn động lực cho kỳ thủ đấy anh em nhá. Giống như anh em mình dứt thêm đất pin đấy cho kỳ thủ, dứt dậy tinh thần. Giống như có Bác Châu ủng hộ cho bên yếu không người nào thua là Bác Châu ủng hộ để dứt dậy tinh thần người ta. Đấy là một luồng nguồn chích đất pin đấy anh em nhá, một nguồn chích đất pin đấy. Đấy, bây giờ thang anh Giảng sợ mà đi hố, anh đang rất là cẩn thận. Anh thấy là bị thua hai bàn là không phải dễ đâu, nên anh cẩn thận đấy. Cẩn thận là tốt hơn. Quốc luôn rồi, cái gì đây? Cái gì là sao mà tại sao mà đại đao lại bỏ con mã như thế này? Ủa có gì không ta? Có con gì giữ con mã này mà? Có con gì giữ con mã không? Tại sao lại bỏ đây? Ăn lại con mã kia, cũng hay, con pháo ăn lên. Cũng hay, con pháo đầu ăn lên anh em ha. Tí mã thôi, cũng hay lắm. Hay, con pháo đầu nện lên rồi anh em ha. Rất là hay. Nếu mà Chuồng Đại Đao sổ ra con xe được thì nó cân bằng nha. Nếu mà không có xe thì phần thắng xe chắc chắn về bên Phan Thanh Giảng rồi anh em nhá. Anh em nhá, anh Trường vì đánh cờ giỏi mà đi hết cái nguyên của vườn nho đấy, nho với lại là thanh long. Thanh long luôn, quê hương Bình Thuận là nho với thanh long nha Hiếu Trung nhá. Bởi vì người ta nói đàng hoàng đạo đức như Hiếu Trung đấy, đàng hoàng như Lý Đức mà đạo đức như Hiếu Trung. Đúng không? Hiếu Trung vẫn không có tìm thanh long để đặc sản của quê hương Bình Định, Bình Thuận. Đúng rồi Trung, nho đấy và thanh long. Nói rõ hơn là như vậy, Hiếu Trung đồng ý không? Nếu mà Trường Đại Đao còn con xe thì được nha, không còn con xe là khó khăn. Bây giờ chắc chắn là sổ được con xe 1 hay xe 9 đây. Hai con, con nào quyết định? Hai con nai một trái bầu, hai con nai một trái bầu đâu rồi? Đâu rồi? Con gì đấy? Hai con nai một trái bầu, con sốt rồi, trời 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 trời, chết rồi.
nó chỉ ra một trái bầu, nó không ra hai con nai anh em ơi. Nếu mà sức tướng là anh sổ vô chiếu luôn. Gọn xe đấy, con gì đây chết rồi, không may con xe chết rồi anh ơi. Anh Phan là giảng làm bộ đấy, con xe chết rồi anh em ơi. Số phận đã ăn bài, ra con cá rồi quân phạm thấy chưa. Nếu nó kêu như vậy rồi còn không ra, nó ra con cá rồi quân phạm thấy chưa. Kêu hai con nai một trái bầu mà hai con cua một con tôm, nó ra con cá rồi quân phạm thấy chưa. Chịu thôi, số phận đã ăn bài rồi đúng không quân phạm. Mình cổ vũ cho hai bên nha, chứ không có liên gì mà anh Trường đâu. Khán giả đừng hiểu lầm, Lý Đức là chỉ có là liên hữu trung thực thôi. Mình bình luận là chỉ có biết là bình luận hai bên thôi, đúng không phạm, không có nghiêng về bên nào hết đấy, không có nghiêng về bên nào hết đâu nha. Đấy, đấy, cái đó là ý trời rồi đúng không anh em ơi, quân phạm ơi. Hai con nai một cái bầu, ý trời rồi, số phận đã an bài, xin anh hiểu cho. Chào Tim Mido, ra cá và gà thôi, đúng rồi. Tim Mido thấy chưa, nó ra cá gà không, kêu vậy còn gì nữa, kêu để cho khán giả mình xem cho hấp dẫn mà. Nó không ra, không ra. Tim Mido nó ra cá với gà không à. Quân Phạm thì ra nó cá rồi, đúng rồi, ra con cá đúng, ra hai con cua. Chào anh Hùng Đặng nha. Đấy, Hùng Đặng nó đại đau ơi, hãy cố lên đại đau ơi, hãy cố lên đại đau ơi. Bác An nói gì đây, ba trái thanh long ruột đỏ. Đúng rồi, để cho em nhỏ nó xài. Yêu chung nói gì đây anh Đức ơi, sao ăn rồi mà làm bộ như chưa ăn vậy. Ủa, cái đó là có quyền của người ta nghe yêu chung nha. Đấy, em Hiếu Trung không trách người ta được rồi, Hiếu Trung ơi nha, Hiếu Trung nha, không trách người ta được. Người ta có quyền chứ, người ta đâu vi phạm đâu. Tại vì là tránh trường hợp còn dán sao nữa. Nha Hiếu Trung nha. Đấy. Đấy. Cái đó không có thể mà bắt tội bắt lỗi người ta được. Hiếu Trung nha. Người ta đi đúng đường, dừng đúng đạch là nét đẹp văn hóa giao thông đấy. Nha Hiếu Trung nha, không có bắt lỗi người ta được. Người ta đi đúng đường mà. Người ta đâu đi lướng tiếng gì đâu. Nha Hiếu Trung nha. Đi đúng đường Hiếu Trung ơi, không có sai đâu. Không có bắt lỗi người ta được. Đấy. Cái nào nên chắc đó thì mình nói là được này, không chắc là con gì đây. Con chốt rồi. Con pháo đi đâu đây, con pháo hai đi đâu đây, con pháo hai đi đâu đây má, con pháo hai đi đâu cho nó thuận tiện. Một là thối một hay thối hai chứ không bình là được. Thối hai rồi, đúng rồi, tránh xa con chốt nó. Con gì đây, con chắc con chốt quá anh em ơi. Thấy Trường đại đao quan kia đó là biết con chốt rồi anh em. Con chốt rồi. Để xem hãy cố lên đi Trường đại đao ơi, khán giả đang chờ Trường đại đao đấy, đang chờ Trường đại đao đấy. Cho tỷ số rượt đuổi đi, coi khán giả mình xem anh em, cho khán giả mình xem rất là hay đấy. Rượt đuổi đi nào. Tại sao không 33? 33 là số đẹp anh em ha. Đẩy qua luôn rồi, đúng rồi, siêu âm rồi. Chơi luôn con gì đây, con chân. Rồi, được một con rồi. Một con chốt rồi đấy. Một con chốt. Vẫn còn hai con xe, hãy tự tin. Tự tin vào. Tự tin vào đi nào, tự tin vào. Đấy, coi chừng người ta khoét dục cái chỗ này lên trời đau, phải cẩn thận. Coi chừng đấy, coi chừng người ta chơi cái góc này đấy, không có giỡn đâu nha. Hãy cẩn thận vào. Đấy. Đấy, đừng có đùa chỗ này. Bây giờ tấn lên để làm gì đây, người ta luồn lách đấy, luồn lách anh em nha. Xin chào anh Vũ Bùi nha, chào anh Vũ Bùi. Chào chủ Nguyễn. Chủ Nguyễn ngồi đánh ở đâu? Ra đây là 286 đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú nha chủ Nguyễn nha. Chủ Nguyễn có nghe không? Lý Đức chắc là một lần nha chủ Nguyễn nha. Lấy giấy lấy viết mình ghi đi. Đấy. Lấy giấy đi nha. Chủ Nguyễn nha. 286 đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Lần thứ hai rồi nha chủ Nguyễn nha. Đấy, Lý Đức đã đọc rất là rõ và chậm rồi đấy. Hình này dễ 420 chưa chắc đâu nha anh Vũ Nguyễn nha, chưa chắc đâu anh Vũ Bùi ơi, chưa chắc đâu. Hai tay này không phải là vừa đâu. Nha Vũ Bùi nha.
đúng rồi, Trường đánh nhanh quá lọt vào ổ phục kích rồi đúng không, à nên phải hạn chế tốc độ lại đúng không bác An, cái đó là khuyên chân thực, à nên phải từ từ bình tĩnh và điềm đạm, à, đúng chưa, à, à đấy, à, à không không, à anh không có, anh không có theo ai hết nha, ăn đi nha, không có biết theo ai hết đây, à chỉ biết là bình luận thôi, không có biết theo ai đâu, à nhá. Đấy nên anh không biết theo ai đâu, à nên đấy. Bây giờ tiếp tục lại trận đấu này anh em, à khán giả anh em mình hãy có xem mà bình luận, à, à tương tác đi anh em, góp ý những nước nào hay đấy, dở thì hãy cứ góp ý mạnh lên, không sao đâu. Đấy, như giống như vừa rồi đấy, vừa rồi, à vừa rồi các khán giả nào đấy cũng bình luận góp ý cái nước này hay cái nước kia như thế nào để cho khán giả mình theo dõi đây, à, à không phải quán cốc chủ nha anh chủ Nguyễn nha, quán này là quán tình bạn, quán tình bạn, à nha chủ Nguyễn nha, à, à chú Đức đã đọc rõ cái địa chỉ đấy nên nên chủ Nguyễn hãy mày tới cái địa chỉ đó đi, không phải quán cốc chủ đâu. À, xin chào anh Tùng Keo, xin Tùng Keo quê hương của anh Tùng Keo đây là anh Phan Thanh Giảng đây nha, anh Tùng Keo nha, Phan Thanh Giảng là quê hương Đà Nẵng của anh Tùng Keo đây, à, anh Tùng Keo này cũng ở Đà Nẵng nha anh em, à, Tùng Keo cũng ở Đà Nẵng đấy, đấy quê hương của anh Tùng Keo luôn đấy, à những tay kỳ thủ Đà Nẵng rất là cao này, có anh Tùng Keo này, Phan Thanh Giảng này, Nguyễn Anh Mẫn nè, anh em nhá, đồng lắm, những tay cao thủ lắm đó, à Lý Đức Độc chưa hết đâu còn nhiều lắm, à đấy, à đấy, à nên khán giả mình hãy xem, à để xem chưa chắc là 4-2 đâu nha Vũ Bùi nha, hai bên đánh kích liệt và quyết liệt thấy chưa, à, Trường Đại Đao không phải chuyện giờ ảnh mà chi nã mấy con mã này nó bắt quân là cũng giỏi lắm không biết, không phải giờ đâu làm cho Phan là nhà khó chịu đây thấy chưa, à, làm cho Phan nhà khó chịu lắm, phải giỡn đâu, ảnh là anh dừng đánh liều mà mình đơn giản về chừng ở đây thấy chưa, à, giảng phải khựng lại hoài không thấy hả, à, mai là anh chưa lên xe đấy, anh chưa lên xe mà còn về anh lên xe anh còn khó chịu nữa, à mà giỡn đâu, à, à nha, xin chào AB, à đúng rồi Vũ Cái Lương nó nhiều lắm, à, nói chung nhiều lắm, chưa đọc hết Dũng Nhỏ, à, Dũng Nhỏ ở thành phố mà, à, có Dũng Nhỏ ở ở Đà Nẵng nữa, à, hai cái Dũng Nhỏ thành phố cũng hay lắm đấy, Dũng Miếu Nổi đấy, à, xin chào Tha Mát Thao Thi, à chỗ trước là Trường Thắng anh Lê Thành nha, à, Trường Thắng Lê Thành 74 nha, à, nha anh Tha Mát Thao Thi nha, Trường Thắng anh Lê Thành đấy, đấy. Nhiều lắm Abi ơi, Lý Đức đọc không hết đâu, à, Vũ Cái Lương cũng nhiều lắm, à, đọc không hết đâu, Đà Nẵng là những tài anh em là rất là hay đấy, à, xin chào Minh Hiếu Quỳnh một lần nha, à, Cường Chip nữa đúng rồi, có Cường Chip nhiều lắm, đọc không hết đâu, nếu mà kê là Đà Nẵng cũng phải chục một chục cầu thủ đấy, hơn một chục cầu thủ, à chỉ mình đọc sơ như vậy thôi, à đấy. Trời ơi ăn đi ơi, bây giờ ăn đi có hỏi ai hay hơn hoài, ăn đi cứ bấy rối hoài, ăn đi ơi, à. À. Xin chào Minh Hiếu Quỳnh nha, à. Cụ Giảng, à, cụ Giảng thử Trường Đại Đao, à, điện ảnh xem, à, đao anh Trường này bén không, nếu bén Tùng Keo sẽ thử đao Trường điện ảnh, ok anh Tùng nha, à, anh Tùng có muốn, à, đánh giao đấu với lại Trường điện ảnh không, à, à. Đúng rồi, ha mát tôi đi rồi, à, nghe Trường Thắng là mừng được rồi đúng không, à biết biết nha Minh Hiếu Quỳnh nha, biết biết mình cục biết, à biết nhiều lắm, kể không hết đâu Minh Hiếu Quỳnh ơi, biết nha Minh Hiếu Quỳnh nha, à bữa nào anh Tùng Keo ra chiêu một bữa đi, à ra chiêu với Trường Đại Đa một bữa đi, à anh Tùng Keo nha, à quý vị dạy Tùng Keo một tay cờ tướng là đẳng rất là cao nha anh em, rất là hay đấy, à, không phải là vừa đâu, à, nhiều lắm nha Minh Hiếu Quỳnh nha đấy. Đà Nẵng thành phố lớn mà đâu phải nhỏ đâu, à rất là lớn đấy, à bây giờ, à, bên đỏ đã mất xe pháo rồi, bên xanh chỉ ăn có một con xe thôi nha, lỗ con pháo rồi mà giới tay cờ sáng mà hay như là mà Phan Thanh Giảng này nữa là rất là khó khăn cho Trường Đại Đao rồi anh em á, mà bây giờ Trường Đại Đao cũng chưa có xe đây, à, cái tay nhá nhá gì đây ghê vậy,
À, nhá cái gì đây? À, muốn ăn con tượng để khống chế con sĩ nữa anh em á. Để khống chế con sĩ lên đây, người ta con tượng để nó dọn đường cho con mã nó lên đấy. À, 95 cái biết chắc rồi, nổi tiếng mà làm sao không biết được Minh Hiếu Quỳnh, chắc chắn là phải biết rồi nha. À, Minh Hiếu Quỳnh có câu nào dễ hơn không? À, câu đó là quá khó rồi. À, Minh Hiếu Quỳnh nha. À, trường không cần mở cờ hay sao là mà xem thường Phan Thanh Giản dữ anh này, phải mở cờ chứ. Phải có xe cộ đồ viện trợ đồ lên. À, phải có xe cộ viện trợ đồ lên nữa, không thế là Phan Giản đánh chết đấy. À, đối với Phan Giản một tay cờ sáng rất là cao nha anh em á. À, mà đi thế này mà để đi mà lạc bài như thế này là nó bắt anh đưa về đội đấy. Đấy, không phải là giỡn đâu, bị chuẩn bị ăn con tượng cái này. À, khó khăn rồi. Cũng là con chốt luôn, khó khăn rồi. Khó khăn cho đại đạo rồi anh em ơi, rất là khó khăn chụp vật đây, bây giờ đang bắt con pháo là con mã nằm chiếu nữa đấy. Rồi làm sao mà đỡ chỗ này đây? À, làm sao mà đỡ chỗ này đây? À, anh làm đơn giản thôi nha, mà không cần cầu kỳ. Đúng rồi, ông vàng đang ở sau lưng này Minh Hiếu Quỳnh ơi. Đó, ông vàng đang hét đấy. À, nha Minh Hiếu Quỳnh nha. Ông vàng. Đấy. Ông vàng đang hét để chuẩn bị lên show đấy nha Minh Hiếu Quỳnh nha. Đấy, ông vàng đang chuẩn bị lên show đấy đó nha. Con gì? Con xe nằm chuốt trong góc à. Đấy, con xe rồi à. Chắc cũng khó khăn, với lại Phan Giản không chấp được Phan Giản con pháo đâu, nhìn mà không chấp nổi Phan Giản hai con pháo đâu anh em nha. Phan Giản đang lời hai con pháo trên bàn cờ đấy. À, xin chào Amra Dubit. À, show này thấy Trường lành nít chữ nhiều, đúng rồi. À, à, chúc ông vàng chiều nay thành công. Ok Hiếu Trung nhá. Đấy, khó khăn rồi. Đấy, để xem. À, nếu mà Trường đỡ được chắn này là xuất sắc lắm nha, đỡ không nổi đâu. Đâu có chấp nổi Phan Giản mà hai con pháo được đâu. À, chuẩn bị con mã này nó bắt chết nữa đây này. À, đấy, chuẩn bị là chi nã cái con mã này rồi. À, coi chừng là con mã này nữa đấy anh em. À, à, con xe 8 chuẩn bị tấn một đấy. Chắc chắn là Trường đại đào thấy nước này rồi, mà để xem. À, để xử lý như thế nào. À, để xem xử lý như thế nào anh em. À, à, mình vô bác sĩ rồi hay là sao đây? Về con tượng. À, về con tượng để thịt cái con mã này đây rồi. Khó khăn gấp bội rồi, chết hai con pháo rồi anh em ơi, lành nít mà giữ nhiều rồi. À, chào bác sĩ Thắng nha. À, chào bác sĩ Thắng nha. Thua rồi, làm sao mà chấp nổi ba cây đây nè má. À, thua rồi, khó khăn lắm, thua rồi. Chết coi con mã nữa rồi anh em ơi, con mã này chết nữa quá. Con mã này chết với lại đấy. Thua rồi. Đây. 42 nha anh em mà, 42. Cờ.
4-2 nghiêng về do cụ Phan Thanh Giả nha anh em ạ. Bốn hai rồi đã sáu dáng anh em ơi, khán giả mình hãy like mạnh cho lý đức anh em ơi, 300 anh em mình xem mà chỉ có chưa được phân nửa được anh em ha. Dáng rất là hay đây, hay quá là hay, hai kỳ thủ đánh rất hay anh em ơi, hãy like mạnh cho lý đức cho nút like nó nhảy lên em ơi. Hồi nãy giờ lý đức là thấy like nó đứng đứng nó không có chạy anh em á, nút like nó không bị hư mà không chạy đây. Khán giả mình xem ủng hộ cho lý đức đi. À, xin chào An Phạm nha. Ăn Phạm nó cụ giảng luyện công ở đâu mà đợt này vô Sài Gòn đánh khiếp vậy, đúng rồi. Đúng rồi, nên phải bình tĩnh lại, dục tóc là bất đạt đấy, dục tóc là bất đạt đúng không Bác An ha. À. À, nói chung là phải có cờ mới đánh được nha. Để bác giảng thì bác giảng chứ không có cờ đánh không được đâu. Có chọt con chút đầu qua không? À, con chút 5 tấn 1 đi. À, được không anh em? Chút 5 tấn 1 được không? Đúng rồi, chút 5 tấn 1 đi. Để con xe này mình giữ con mã luôn. Đấy. Chút 5 tấn 1 đi anh em, phải bình tĩnh. Cái này thế nào bình tĩnh mình xử lý mà đúng không? Đừng gọi gấp quá. À, Lý Đức ủng hộ cho bên yếu anh em chứ không phải ủng hộ cho trường đâu. Ủng hộ hai bên nếu mà fan giảng á. À, nói chung nhiều khi Lý Đức cờ nước đi cũng chưa có hơn mấy cái tay này đâu. À, bình luận là bình luận thôi anh em à. Ăn rồi buộc ăn rồi. Đấy, coi chừng người ta thục cái con pháo này về không. Đánh đúng luôn, đúng rồi, mình đánh ăn con sĩ luôn. À, đúng rồi, chiếu thì mình chống sĩ lên thôi. Rồi đánh đấy, chống con sĩ lên thôi. Xin chào Tâm Đỗ. À, không có nghe đâu Tâm Đỗ ơi, trong đây không nghe đâu, không nghe. Tâm Đỗ yên tâm. À, chưa chắc là Lý Đức mà hơn mấy tay này đâu nha Tâm Đỗ nha. À, Lý Đức chưa hơn hai tay này đâu. À, nên Tâm Đỗ yên tâm. Đấy, chưa có hơn hai tay này đâu. Con gì đây? À, con gì? À, con mã là gây khó khăn là rất là hay nha. Chắc phải ăn con sĩ này rồi, còn chờ gì nữa nè. À, ăn con sĩ này đây, đúng rồi, ăn đi. Con chốt mình có tiếng về Sài Gòn hoài có gì đâu. À, đúng không, có thì mình từ từ chờ đá phạt đền đúng không ăn. À, chờ đá phạt đền thôi. À. À, cái gì đây coi chừng cái chỗ đó đấy. À, mê tấn công quá là vui sưng là quên nhiệm vụ đấy. À, cái tánh trường này đau gấp gáp lắm nha anh em. À, lắm lúc là bị phạt đền đó bác An thấy không. À, lắm lúc bị phạt đền đấy. À, nguy hiểm lắm trường này đau này. Cái gì đây, đấy nó vừa phải từ từ. À, cái gì mà đánh nó ghê giọng. À, sống con sĩ lên thôi, ông làm ghê vậy, ông chỉ thấy ghê quá anh em. À, à anh chỉ cái tay gì đấy, mua mô gì nữa. À, đúng rồi, bóp nát qua cam rồi cụ Phan Thanh Giảng đúng không. Phan Thanh Giảng đấy. Đây, hai bên đang thách đấu với nhau là rồi, nếu mà ăn con pháo á, thì thưởng thêm anh em á. À, chắc không ai mà khung dại đâu, ăn chi đừng có thách đấu với nhau như vậy. À, chống con sĩ lên thôi, bình tĩnh nào. Đấy, bình tĩnh đấy. Anh Trường rồi đang lao nói ăn con báo, anh Phan Giả nó ăn đang đáo thì thưởng thêm cho anh. À, đấy đấy, từ từ thôi, không có gì đâu, phải bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Con chốt mình xuống mình chích điện thì cái gì đâu mà anh em á. Con chốt mình xuống một hai cái thôi là con pháo nó chồi lên rồi, có gì đâu mà phải nóng nảy như vậy. Cờ tướng đòi hỏi sự phải điềm đạm bình tĩnh. À, đấy, người ta sợ con chốt xuống anh em thấy chưa, người ta sợ con chốt đấy. À, có gì đâu mà phải gấp gáp đấy anh em á. Đấy, giờ mình tăng con xe lên thôi, con xe 5 mình tấn 3 thôi hay tấn 4 gì đấy, gấp gáp vậy. Ủi bên đây là sao không ủi anh em, mà ủi bên kia. À, bên đây là không ủi, ủi bên đây đây nè, để mình xuống con chốt mình tiêu diệt con pháo đầu nó, con xe đang kẹt mà không ủi bên đây, mũi bên kia, ủi bên kia làm sao mà xuống con chốt được. À, đúng anh em, mũi bên kia là sao xuống chốt được. Con pháo hai này tông tấn mà tấn con pháo 8. À, đấy, khó khăn cho Phan Thanh Giảng rồi, tỷ số cố gắng lên nút 4-3 đi. À, cho xem cho nó hay anh em ha. À, đấy, bây giờ Phan Thanh Giảng đang kiếm con xe này, nếu hại con xe là chết đấy. À, để xuất tướng mà ra mà đánh.
À, không phải con xe là buông cờ đi, con chốt sẽ xuống ngay, con chốt sẽ tấn công liền, à, cơ hội của trường tấn công liền. Đấy. Để xem. Tông tông, làm chút liền. Đấy, để xem, à, cụ ban giảng đang xây chuyển như thế nào, rất là khó khăn rồi anh em ơi, rất là khó khăn cho cụ ban giảng. Đấy, cờ nó mạnh lúc thì nãy phan giảng mạnh, bây giờ tới tung tới trường điện ảnh mạnh là trở lại anh em ạ. Đúng rồi, người ta phá bên này rồi anh em ạ, mà không phá là phá bên kia, phá bên này mới con dọn đường để xuống con chốt được. À, đấy, hồi nãy xuống như thế này là ngon rồi. Đấy, đúng chưa, à, bây giờ mình xuống con chốt được rồi đấy. Nếu mình tăng qua con xe đó thì mình xuống con sĩ anh em ạ, mình xuống con sĩ ngay. Đấy, đấy, giờ mình xuống con chốt được không? À, chắc ăn con xe rồi nên trường mới kỹ lưỡng. À, quá trời trời mạnh quá này mà, à, quá mạnh rồi. À, không phải nó đập cái con tượng giả luôn đấy. À, lên con xe thì được, à, lên con xe thì được nha. Đấy. Cờ này là rất là mạnh anh em á, à, chắc trường ăn con xe rồi anh em ơi, trường bảo đảm chắc ăn con xe rồi nên mới từ từ, không gấp gáp đâu. Nơi đi Đức nghĩ là chắc là ăn con xe rồi nên anh mới từ từ như thế này. Để xem cái này đi Đức chắc chắn là nó là 80% là 43 rồi anh em ạ. 80% đây, à, cờ hình trường rất là đẹp, không có chỗ nào hở để mà đánh nè, à, cờ bên Phan Văn Giảng đang bị động đi, à, đang bị động anh em, 80% là lợi thế cho trường đây, à, chắc chắn là 43 rồi anh em ạ. À, bên xanh này không có có chỗ nào hở để mà đánh đây. Đấy. Bây giờ hãy để xem. À, để xem. À, khán giả anh em mình ủng hộ mạnh cho Lý Đức anh em ơi, mọi người bấm một nút like đi, cho nút like nhảy đi anh em ơi. Lý Đức xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Trận đấu quá hay, trận đấu như thế hay hay thế này mà anh em mình like ít quá anh em ơi. À, khán giả anh em thân thương gia đình mình, quê hương Đà Nẵng mình đâu rồi, à, Bình Thuận đâu rồi, thành phố Hồ Chí Minh đâu nha, yeah, hãy cổ vũ cho các kỳ thủ quê nhà. Con gì đây, con tượng, à, giờ con chốt nó xuống thì sao đây, à, không được, con mã nó đứng canh rồi, không được, không xuống được, à, không xuống được, à, để xem con sĩ xuống không được, con sĩ xuống được không, à, con sĩ xuống được không, à, cờ rất là để thế cho trường anh em á. À, cái gì đây, tính là đút cái đại bác vô anh em ạ. Chắc ăn con xe rồi, chắc chắn là ăn con xe rồi, đánh như này anh em ạ, ăn con xe rồi. Đấy. Chắc mình nghĩ là đã ăn con xe rồi anh em ạ, nên mới tập ta như thế này. À. Đấy, không cần mà phải gấp gáp làm gì anh em ạ, ăn con xe rồi đấy. Thứ nhất là đánh là không có căng thẳng đây này, à, à. Đấy, anh coi tới là lui bộ với ăn xe đấy, thấy chưa, anh thấy anh em trường đại đao vô đưa cái camera chưa, à, chắc chắn là con xe rồi đấy, nên người ta đánh chậm chạp như thế này, à, một màn mà tâm lý, à, đến từ trường đại đao nha, tâm lý đây rất là tâm lý anh em ha, tâm lý lắm. À,
Phạm Rao Rít nói là con chốt đuôi dài. À, con chốt đuôi dài. À, cái gì đây? Để nghĩ là mình chắc chết xe rồi. À, nên trường này đau mới mới thấu cấy như thế này. À, nè, chuẩn bị bắt cái con pháo này nè. À, một là bắt pháo, hai là vô bắt con chốt đầu đi em ạ. Con gì đây? Không còn xe nữa đâu. Theo mình nghĩ chắc chết con xe. Để thấy chưa? À, chắc chết con xe rồi nên mới thảnh thà là lánh tha nhẹ nhàng điều đạn. À, vô bắt con chốt đầu. Bây giờ là con tượng đấy. À, anh ăn xe rồi nên anh không có ngại. À, cái gì thấy không, anh từ từ, anh không có gấp. Chết con xe rồi em ơi. Đấy, anh chỉ bắt cái con tượng rồi em thấy chưa. Bốn ba rồi anh em ơi. À, chắc chắn là 43 rồi đó nha. À, 43 rồi, rút ngắn tỷ số là rồi. À, khán giả nè, mình hãy like cổ vũ mạnh lên em, cho thích trường đại đao thì ủng hộ cho trường đại đao nha em, thích Phan Thanh Giảng thì thấy chưa. À, đánh vô này là nghĩ là chết con xe rồi anh em ha. Lúc đầu là ảnh đánh không cần gấp. À, chứ rơ trường đánh rất là gấp đấy, rơi trường đánh rất là gấp, nhưng mà tới cái chỗ này anh là từ rồi, anh không cần. À, thấy chưa, anh đi cái tàn không cần. Nếu mà con tượng này mình qua bắt chết con pháo nữa không dám ăn đâu. À, không dám ăn, thấy không, bằng bắt chết con pháo nữa. À, đúng rồi, em biết rồi, ăn rồi không còn xe đâu. Thấy chưa, nhìn là biết không còn xe rồi, đã nói rồi. Cái lối đánh là đi Đức đã biết rồi. À, đúng không? À, đánh là biết chết xe rồi đấy. À, cái đó cũng là một cái đoàn tâm lý nha, biết nha anh em nha. Mình không có trách người ta được ở đoàn là nếu mình là, bởi vì đã nói rồi, trước khi mình lên là chiếc ghế nóng á, là tinh thần mày mới nóng, phải tinh thần giống như cổ xe tăng Đức rồi đấy. À, cổ xe tăng Đức đấy nha, phải tinh thần thép, rất là thép. À, nên mà ngồi là chiếc nóng, nó nóng lắm, nó nhiều yếu tố lắm, nhiều yếu tố lắm. À, thứ nhất là cờ, thứ nhì là tâm lý, thứ ba là có thể là mình chiêu chọc với nhau đấy. À, chiêu trò với nhau. Xin chào Quốc Vũ nha, đại đao này chấp anh Đức hai dưới thì anh tập tạ nổi không? Đại đao mà chấp hai cái dưới hả? À, thì cũng ráng thôi chứ. À, ráng rồi. 3-4 rồi à? 3-4 rồi anh Dũng ơi. Không cần đâu nha Quốc Vũ nha, chỉ xin một cái trên thôi. À, chắc là ông dám đâu ở đường hạ dưới nha, Quốc Vũ nha. Gừng càng già là càng cay đấy. À, Quốc Vũ nha, gừng càng già càng cay, đừng xem thương. À, tỷ số đã ra rút ngắn còn 3-4 anh em ơi. Con gì đây, con gì đây, để xem. À, để xem, để vừa canh con chốt ba mà vừa cứu con chốt đầu, một công hai chuyện nha anh em. Mà chết con chốt đầu luôn rồi. À, buộc lòng dở con chốt bia rồi đấy. À, con gì đấy, con chốt luôn. À, bên hai cái nắp, bên trường đạo đao chỉ có một cái nắp thôi, là Phan Thanh Giảng vừa mới ăn đấy anh em. Đấy, để xem. À, trường đại đao chỉ anh em thấy chưa. Đúng rồi, chắc quăng lên rồi, nếu không quăng thì con chốt nó sẽ bình ra. À, anh năng tôi nắp thì tôi giam lại một cái nắp anh em. À, chơi là như vậy thôi, chơi luôn. À, chơi luôn. À, máu với nhau rồi, hai bên là máu đổ chân rồi, máu đổ đầu rơi rồi, máu đổ đầu rơi. Con gì đây, con mã anh em. À, con ông vàng chấp em hai trên dưới thì anh chấp em được gì cưng cờ hả? À, à, Quốc Vũ ở đâu anh không biết, Quốc Vũ là Quốc Vũ ở đâu, quận 12 hả? Vũ quận 12 phải không hay không? À, thiệt tình anh chưa biết Quốc Vũ ở đâu đây, Quốc Vũ nói đi anh mới biết chứ.
anh sao bằng ông vàng được à? À, Quốc Vũ ở đâu anh không biết thì mà à. Vũ mì xào quận 12. À, Vũ bên quán Nguyên hả? Vũ Vũ bên quán Nguyên phải không? Bên bên xanh mà ra hai con pháo mã cũng vẫn còn khó khăn với đại đạo nên em, đại đạo tấn công ghê quá anh em ạ. Đại đạo tấn công ghê, con gì đây, con chốt rồi. À, em cứ qua tình bạn đi, anh biết anh ấy ấy được nha Quốc Vũ nha, chứ bây giờ không biết làm sao mấy được đây, chứ anh đâu có biết cần em đâu mà em chấp được cái gì. À, cứ qua giao lưu trước đi là mới biết chứ Vũ, Quốc Vũ nha. À, con pháo 8 tấn lên là con pháo thiệt rồi anh em ơi, để xem. À. À, chứ giờ em nói cũng chưa biết cờ em làm sao, biết sao đâu mà chấp, nhiều khi em chấp lại anh nữa. Ghê quá, con này ghê quá, con gì đây chắc. À, con tự thì không sao, con tự thì không sao, con tự thì nhẹ cho đại đau. Con bắt đi bỏ, con không đợi tiền bỏ thì anh mới chưa lên được thường Quốc Vũ cứ qua câu lạc bộ tình bạn đi Quốc Vũ nha, có thể giao lưu với em chơi được có gì đâu, chứ giờ chưa biết em lại mà em kêu hỏi chấp cái gì. À, cờ anh đâu có hay đâu mà phải kêu chấp em cái gì là được, đúng không, làm sao mà cân được. Nói chung chưa biết lực của em đánh sao mà gọi là cân đâu Quốc Vũ nha, nên em thông cảm đi. À, hai bên chưa có bình nào lại có xe nên em ha. À, chưa có bình nào có xe đây. Chưa có bên nào có xe anh em ha. Trường đại đao đã làm một cái nắp. À, bên là Phan Giảng cũng làm một cái nắp. Trường đại đao bị giam một cái nắp, bên Phan Giảng cũng giam, bị giam một cái nắp. Hai bên bị hai cái nắp hết em ha. Nhưng mà phải bừng mai rủi coi bên nào bị trúng đạn trúng miệng đây. À, chưa có biết được. Đấy. Chỉ có người chơi mới biết thôi, và hết cái bàn này mới biết được thôi anh em ha. À, chưa nói lên điều gì đâu. Hai pháo một mã, hai pháo một mã. À, vẫn là ngang nhau. Một sĩ một tượng, vẫn là một sĩ một tượng anh em ha. À. Ô thì bây giờ em ghé đi nha Quốc Vũ nha, thiệt tình là không biết em thiệt vụ giao lưu chơi có gì đâu. Anh không biết em thiệt vụ. Biết thì chấp được, anh nói Vũ đúng không? À, giao lưu chơi có gì đâu. À, đấy. À, giờ giao lưu ngoại bàn là biết cỡ nhau được gì đâu, đúng không Vũ ha? Ghé chơi. Tôi cứ ghé chơi không sao đâu. À, nha Vũ nha. Hên đó, hên đó, có quỷ cơ mà, hên đó. Hên nè. Thì giờ qua. Hên nè, thấy không? Có quỷ cơ mà, giờ nè giờ qua. Ai à. Cơ hộp dịch lộn. Ok gia Vũ nha, không cần đâu, không cần, nếu cũng nhậu cũng chơi bưng tiền có gì đâu. Đâu có sao đâu, trời không có ai mời anh, mời Vũ được đâu có gì đâu. À, gia Vũ nha. Thực tình là không biết cờ em thôi mà. Đầu là chuẩn bị tấn công rồi đấy, tấn công rồi anh em ơi, tấn công rồi, mùa hè đổ lửa với nhau rồi, chưa có ai mà nhường bộ ai đâu.
này cũng gần mai rủi thôi. À, con gì đây, con gì đây, nếu mà Trường ăn con xe thì rất là lợi thế, mà Phan đơn giản, còn xe thì Phan giản lợi thế. Ồ, ăn vô rồi chuẩn bị là chở con pháo giác đó. À, em thua thì khi nhậu anh chấp em lại em một lon, trời ơi. À, vậy sao anh chịu nổi. À, chết anh luôn Quốc Dũng nha. À, đúng rồi đó, có bác sĩ ra tiếp đây. À, bác sĩ lên bia đây, để bác sĩ tiếp kìa nha Quốc Vũ nha, có bác sĩ thắng rồi. À, có bác sĩ thắng tiếp Quốc Vũ đây. À, Quốc Vũ, à Quốc Vũ chịu không, bác sĩ thắng tiếp đi, chứ Lý Đức đâu có nhậu đâu. À, con gì, con chốt nữa, chết rồi, chiếu rồi, chiếu rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, buộc con mã nó xúc xuống nữa rồi đây, chết rồi, buộc lòng con sĩ, con sĩ 7 tấn 8 hay tấn 6 đây, tấn 8 rồi nha anh em. Buộc lòng rồi, về đấu, không đấu đâu, nó để luôn như vậy, con xe nó quấn xuống một cái là con xe là bí luôn anh em ha. À, con xe mà nó nện xuống một cái là bí luôn đấy. À, đâm con xe giả xuống luôn rồi, đâm xuống rồi con xe lặn luôn đấy. Con gì, con gì, ôi rồi ôi, lại con chút, chưa có bên nào có xe nếu mà đâm xuống con xe là đi luôn đấy. Anh thui xuống một con xe cái là lên tướng, con mã quăng là lên đầu ba là thu luôn. À này mà, à, Trường đại đào táo bạo quá này mà. À, táo bạo quá, táo bạo mà ác liệt nữa. À, à, bây giờ bên nào dở ra xưa trước là mình nói rất là thuận lợi nha. À, à, đấy bác sĩ thắng cũng giao lưu đánh đánh nhậu đó Quốc Vũ ha. À, bác sĩ thắng cũng đánh chầu nhậu đấy, nên Quốc Vũ là bây giờ làm một chầu nhậu với bác sĩ thắng đi. Bên nào ra xe trước là mình lợi, chắc con xe quá anh em ơi, này xe rồi. À, đây con xe chắc chắn rồi anh em ơi, hồi nãy giờ 12-13 cái nắp rồi. À, 12 cái nắp rồi, lại có con xe thôi. À, đấy, đấy chứ, bác sĩ nhậu rồi đấy. À, chiếu lên lầu 3. À, chiếu, à, chưa có bí anh em, tại sao Trường không sổ con xe, chưa có bí mà, chưa có bí mà, tại sao mà không sổ con xe mà để đánh đi. Chắc là chiếu rồi, nếu mà đánh vậy là phải chiếu rồi. Binh vô không hay là đi xuống, binh vô hay hơn không? Đi xuống là con xe nó đánh qua đó anh em, mà binh vô đi, à, binh vô hay hơn. Mình xuống là con xe ăn quan tụ nó bỏ hết đây, nó binh qua cái lộ kia đây. À, à, kiếm con xe đấy, quải không. Ôi ôi ôi, chết rồi, cũng chưa có nữa anh em à. Họ cần là chắc phải tóc lên luôn rồi, không lẽ Phan giảng làm một lúc hai con xe thì không có chuyện gì mà nói đây nha anh em à. Đúng rồi, không biết đây. À, xe một bình tử đế, bình tử đế nó ra, nó lại ra con cá nữa rồi. Quân Phạm ơi, bây giờ chỉ còn con pháo hai đây thôi, là con gì đây, con pháo hai, con pháo hai là chắc hai con nai không, con pháo hai là hai con nai rồi, mà cộng thêm một trái bầu nữa là thua luôn. Chúng một bộ tập táp đấy. À, một bộ tập táp đem về xài chơi. À, không biết là còn không anh nha, chỉ có những người, à, người ta đánh người ta biết thôi. À, chứ mình là không biết gì hoài trái ổi đâu, trong trái ổi có cái gì đây. À, để xem, để xem. À, chiếu. À, đi gì đây. À, đi về con mã đi làm. À, nhốt cái con pháo này không cho cự quậy anh em à. Nếu mà Trường này đau mà chết hai con xe rồi là nguy cơ thua rất là cao anh em à, nguy cơ thua rất là cao, phải không? Phải không? À, hai con nai một trái bầu rồi, hai con nai một trái bầu, hai con nai một trái bầu rồi anh em ơi. À, để em để xem, quá kịch tính. Con gì? À, con sĩ rồi, chết rồi, quăng con mã lên rồi. Trường đại đao cũng đã làm thịt một con xe luôn anh em ơi, Trường đại đao cũng là thịt một con xe luôn đấy.
quá căng thẳng này mà quá căng thẳng cho đội bên, quá căng thẳng đi em ơi, căng thẳng kịch tính từng giây từng phút đây, quá căng thẳng rồi. Để xem anh em á, để xem coi bây giờ bây giờ xanh đi nước nào đây đang bắt cái con pháo này. Nếu mà con pháo thối về hai nước đấy, trường đại đào sẽ ăn vô con tượng không. Hình này tất nhiên là đỏ rồi anh Ba Đô Vít ơi, đỏ rồi, đỏ ngon rồi. Cái góc đó con mã nó chiếu là con cái con tướng không biết đi đâu, lên lầu 3 hay đâu đây, lên lầu 3 rồi đúng không, rất là nguy hiểm đấy. Nên bởi vậy là Phan Thanh Giản đang sợ đây nè, con mã nó quăng chiếu là lên lầu 3 đấy. Rồi anh Ba Đô biết cũng biết rồi, con tướng lên lầu 3 là nguy cơ đó, té lầu rất là cao. Nguy cơ té lầu rất là cao. Bây giờ Phan Thanh Giản đang chuẩn bị muốn nhốt cái con xe này nè. Đang nhốt con xe đấy. Thế nha. Nếu mà con sĩ ăn lên thì sao? Có nguy hiểm hay không? Đấy. Có nguy hiểm hay không? Phải cẩn thận đấy chưa? Đấy, Amaro biết đấy chưa? Bây giờ chủ yếu Phan Thanh Giản đang nhốt cái con xe đỏ đấy, con cọp mà nó xúc chuồng là nguy hiểm đấy. Nó không cho đánh vô cái chỗ đấy. Con sĩ đưa lên không hay là sao? Coi chừng tâm mình vô cái lỗ đấy nha, coi chừng phải cẩn thận, coi chừng củi lửa. Đúng rồi, coi chừng củi lửa, mình có con mã mình giữ nhà rồi không sao anh em ha, nên phải cẩn thận. Tại vì bán giảng còn có 2 phút mà bên trường này đau đó gian rất là nhiều. Nếu mà con bên trường á, con xe đỏ mà xuất ra đó là nguy cơ cho Phan Thanh Giản em ha, nguy cơ cho Phan Thanh Giản đi. Phải cẩn thận, trường hay có tính mà rất là lẹ làng, không có chỉnh chu nha anh em á, rất là lẹ làng đấy. Thấy thấy chưa, Amaruiz nè, bây giờ con da nó xuất ra là rất là nguy hiểm này, nguy cơ thua rất là cao, nguy cơ thua rất là cao. Amaruiz thấy chưa, bên Phan Giảng sợ phải lo nhổ mấy cái đinh đây nè. Giờ con mã nó chiếu rồi, con xe nó khuất được con chốt, con mã nó làm việc lại, con mã nó chiếu rồi đấy, con mã chắc chắn là phải chiếu. Chắc vậy quá Trần Trọng Đạo rồi, con mã chiếu không, tại sao con mã không chiếu đây? Anh muốn là chờ ăn bánh mì thịt nguội anh em ha. Anh không muốn gấp, bốn điều rồi Trần Trọng Đạo rồi. Giờ bên xanh thì đâu có làm gì được đâu, bên xanh không làm gì, bên đỏ cùng lắm nó sức con tướng ra thôi, là an toàn rồi. Chào Nguyễn Tiến Dũng, chiếu ăn xe, để xem chiếu cái gì ăn xe đây. Đúng rồi, con mã chiếu ăn xe mà đâu ăn đâu, con chốt ủi lên nha Nguyễn Tuấn Dũng nha, con chốt ủi lên làm sao mà chết xe dễ vậy. Trình độ như Phan Thanh Giản là không dễ ăn xe đâu nha Nguyễn Tuấn Dũng nha, con chốt ủi lên mà Nguyễn Tuấn Dũng nha, Nguyễn Tuấn Dũng không nhận không đấy, nên cái nước Nguyễn Tuấn Dũng là không tán thành rồi nha Nguyễn Tuấn Dũng nha, con chốt nằm ủi lên đấy, con chốt nằm ở dưới đấy nha đấy. Không ăn được đâu. Khán giả mình cứ tương tác đi, mạnh đi, không có sao đâu Nguyễn Dũng, cứ tương tác đi. Nước nào hay thì học hỏi, nước nào thì không đúng mình anh em mình chỉnh sửa với nhau. Đúng rồi, chuẩn bị đâm xuống đấy. Quốc Vũ nó chuẩn bị đâm xuống đấy. Đấy. Con xe nó tấn xuống, nó rà đích đi, nó rà đích rất là khó chịu. Biết chỗ nào, bác sĩ nó biết chỗ nào đâu, nói thử xem để cho khán giả và Lý Đức học hỏi. Chứ chưa thấy nước nào bí đó. Nha bác sĩ nha, bác sĩ thử nói xem. Bây giờ cụ Phan Giảng đã nhìn ra là cái nước con xe nó đâm xuống này, con xe 6 đấy, tấn 6, thua rồi, thấy không có đỡ được rồi đấy. Bốn điều cào đi thôi, bốn điều là anh em nha, bốn điều quá là hấp dẫn anh em chưa. Mã 8 tấn 6 đâu biết, con xe đâm thẳng xuống đó bác sĩ ơi, con xe đâm thẳng xuống luôn, con xe 6 tấn 6 đấy, thua rồi bác sĩ nha. Ví dụ là xuống tướng thì sao, xuống tướng là sao, buộc xuống tướng bác sĩ rút được con gì, bác sĩ bắt ra lên tướng, xuống tướng thì sao. Bác sĩ thắng trả lời đi, bác sĩ rút được con gì không, con chốt đâu có đi được đâu mà bí, bác sĩ đồng ý không. Ví dụ người ta xuống tướng thì bác sĩ làm gì, quýnh nước bác sĩ không được rồi nha bác sĩ nha. Con xe đâm thẳng xuống luôn, con xe đâm thẳng xuống để rà đích đấy bác sĩ đúng không.
À, xin chào chú Tư Cờ nha. À, cô chủ quán cà phê này có chuyện chưa vậy? Có chuyện cái gì vậy chú Tư? À, xin chào cầm má. À, nói cô chủ quán cà phê này có chuyện chưa? Chuyện cái gì vậy chú Tư? À, thấy suốt ngày xếp cờ. À, cụ giảng này ở ngoài Đà Nẵng nha, nha Mra Duvít nha, mới vào đây đấy, cụ là ngoài Đà Nẵng. À, chú Tư nói là chuyện cái gì vậy chú Tư? À, có chồng hả? Rồi rồi, có rồi nha, rồi mà phải có chú Tư không vậy? À, nói ăn đi, cái gì cũng biết, ăn đi trả lời giùm nó chứ nha, cầm nha chú Tư nha, ăn đi trả lời giùm rồi đấy nha Tiến Dũng nha. À, chú Tư biết rành luôn mà, phải chú Tư không vậy? Chú Tư biết rành mà, nếu mà chú Tư thật đấy là chú Tư biết rành rồi. À, chú Tư biết rành rồi đấy. À, mà có phải chú Tư hay không? À, anh Đức cho em hỏi chỗ chú Tư có vợ chưa vậy? Ờ, chào khán giả, sao mà hỏi những cái câu mà khó khăn cho Lý Đức quá vậy ta? À, xin chào Ba Gen Munich. À, trường điện ảnh biểu tượng đương thời của làng ở miền Nam, cố lên. À, Ba Gen Munich đấy. À, anh Trường bây giờ giống như là câu bật bộ của Ba Gen Munich vậy đấy. À, đúng không? À, đúng không? À, đúng rồi, em Ba Munich có câu trả lời đấy. Cảm ơn em Ba Munich nha. À, có câu trả lời rồi. Đấy. À, bây giờ tiếp tục là trận đấu đeo quay quang lại fan giảng đây là có con xe tấn công rồi. À, quýnh tay quay chỗ này hết rồi anh em ơi. À, quýnh tay quay vậy để xem. Nói chung cũng mình xui nha, nhiều khi ăn không trúng đâu đấy, cũng mình xui thôi. Đấy, cũng mình xui thôi anh em nha. Tim Mido hỏi xin số điện thoại cô chủ nhỏ, hỏi cô chủ nhỏ có không cho không vậy? À, thơ ơi, thơ chú Tư hỏi Tim cờ ma là phải của chú Tư không? À, à, chú Tư hỏi là có cho xin số điện thoại cô chủ nhỏ có cho Tim Mido không kìa. À, cô chủ nhỏ đó chú Tư có, chú Tư cho giùm luôn đi kìa. À, à, cô chủ nhỏ đó vậy nha chú Tư ơi. Đó, chú Tư có đó, chú Tư cho giùm luôn. À, bác sĩ Thắng là lên bia. Lên bia đi. À, lên bia đi. Cờ đi bé ơi. Lên bia đi anh em ơi, cờ đi cô bé ơi, cô bé ơi. Mắt nai ơi, xin đừng à. À, chú Tư nói sợ ông chủ quán á, sợ ông chủ quán đi, mẹ thơ ơi. À, cổ đang bán cho khách đó. Chú Tư ơi, cổ đang bán nước mía gì đây nè. Cổ đang bán nước mía. Cổ đang bán nước mía. À, chú Tư nói sợ ông chủ quán. À, cổ vô cổ cười à. Cổ vô cổ cười. À, cổ cười chú Tư ơi. À, cho chai nước suối đi. À, vào đây quay qua quay lại. À, bên xanh mà tan bành đáy bẻ hết rồi anh em ơi. À, bên xanh có gì đây? À, bắt con sĩ, bắt con pháo. À, xin chào Ba An, đang đánh ở đâu vậy? Đang đánh ở đâu? À, à, bây giờ anh Ba An cầm cái tờ giấy ghi đi, Đức sẽ đọc cái địa chỉ nha Ba An nhá, đọc một lần. À, khán giả rất là đông đây. À, Ba An cầm chuẩn bị chưa? Nặng chuẩn bị giấy bút chưa? Nha anh Ba An nha. À, Lý Đức sẽ đọc. À, chuẩn bị chưa nào?
À, Lý Đức sẽ đọc cho anh Bang nhá. 286 đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú. À, rất là rõ nha anh Bang nhá. À, xin cảm ơn anh Bang. Đấy. À, bây giờ trở lại là Đại Đào đã có một con xe rồi anh em, thấy chưa? Đâu phải là nói chung là hên xui à, nhiều khi mình đập ầm nhưng không trúng đâu anh em ha. Đấy, nhiều khi người ta nằm hai con giống như là nó núp hầm được đó, không có trúng bom. À, cảm ơn anh Ba nha, đọc rất là rõ đấy. À, nhiều khi không trúng bom trúng miễn vậy à, đấy. À, coi chừng đấy, coi chừng pháo nó tạt qua cái con tượng nữa này là chết đấy, trời luôn. Kéo về bắt lại thấy không, đối với một tay cờ sáng như là Phan Thanh Giảng bắt quân rất là hay nha. À, bắt quân rất là hay, để xem. Đúng rồi Minh Hiếu Quỳnh ơi. À, đường Thành Công, quận Tân Phú, nếu mà rõ hơn phường Tân Thành nha Minh Hiếu Quỳnh, phường Tân Thành đấy, đọc rất là rõ rồi đấy. Nếu mà quận thì nó lớn quá, không biết mình nói phường, phường thì rất là dễ. À, phường rất là nhỏ nha, Minh Hiếu Quỳnh nha, phường nhỏ lắm, mình nói phường cái nó ra. Đấy, phường nó có một cúng thôi. Cái quận này nó lớn, rất là lớn. À, giống như miền Trung, một cái huyện rất là lớn, một cái xã rất là nhỏ. Đấy. Đấy, coi chừng cái con chốt này đây nè, coi chừng đấy, nên trường Đại Đạo phải cẩn thận và nhanh độ danh độ mở con xe lên để tiếp tế lương thực. À, chắc chắn là còn con xe rồi anh em, không biết tầm đâu chơi luôn. À, đấy, chơi luôn rồi, chơi luôn. Con gì đây, thủ con xe lẹ lên. Đấy, không coi chừng là pha là giả quýnh xe chốt có chỗ này đấy mà, xe chốt đấy. Con chốt này nguy hiểm quá anh em ơi. Con chốt quá nguy hiểm đây. Nếu mà ăn chắc trường bắt con pháo 6 bình 4 quá để che cái mặt tướng này lại. À, con pháo 6 bình 4 quá. À, con mã ăn lên. À, đánh rất lạ anh em ha, đánh rất lạ. À, người ta vẫn đánh luôn, anh em á, nó cũng xe chốt mà tại sao không lo dở con xe cho lại, nó vẫn đánh xe chốt mà. Người ta đánh luôn, người ta chiếu người ta xuống con chốt đấy, đánh luôn rồi, chết trường rồi. Thua rồi anh em ơi, không chịu mở cờ, biết đâu còn con xe nữa phải mở cờ lên em á. À, thua rồi, 5-4 nghiêng về cho Phan Thanh Giảng rồi anh em ơi, 5-4 rồi còn xe đấy không chịu mở, chậm rồi, bị xe chốt rồi anh em ơi, bị thua xe chốt rồi, chiếu nè đấy. Xuống con chốt thua rồi, không chừng là còn con xe nữa đây anh em. À, trường không chịu mở. À, chết con xe rồi. À, 5-4 nghiêng về cho Phan Thanh Giảng nha anh em, quá hấp dẫn anh em ơi, khán giả mình hãy like mạnh ủng hộ đi. À, đã 9 bàn rồi, à, 9 bàn rồi, tỷ số như thế này. À, chiều nay sẽ có một trận đấu nữa. À, Vũng Lào Cai và Tùng Ông Giang nha anh em, đôn các bạn đấu đấy lên đấy, thay vì là anh Trình A Sáng đánh với Lưu Chí Vĩ, nhưng mà do anh Trình A Sáng có công việc nên giờ trận đấu lên ngày mai, nên đôn cái trận đấu giữa Tùng Ông Giang và Vũng Lào Cai lên, nên khán giả đừng bỏ qua mà hãy xem trận đấu đấy, rất là hấp dẫn và kịch tính, lôi cuốn từng giây từng phút từng giờ nha anh em. Khán giả ơi, đừng bỏ qua những trận đấu như thế này. Đấy, tỷ số đã 5-4 rồi, anh em đại thân thương gia đình mình đâu hết rồi, mà tại sao không cho không cho cái nút mà like đấy chạy anh em ơi. À, Lý Đức xin chân thành cảm ơn rất là nhiều anh em á. À, Lý Đức cảm ơn khán giả anh em rất là nhiều đấy. À, đấy, con gì đấy,
ô mạnh trở lại theo cái cờ úp này nó kỳ lắm anh em ạ. À, nó cho mình thắng là nó lên cờ rất là đẹp rồi nha, mà ra mát tài nha, mà. Ăn qua tại sao không ăn qua con chốt này anh em á, ăn qua mình cứu đi. À, trường rất là chủ quan những như này này, thay vì con xe mình đập qua con này đi, mình bắt cái con mã người ta từ từ thôi anh em ha. Cứ mà cái kiểu đánh mà ăn tươi nước sống như thế này là không được đâu, từ từ thôi chứ mà đánh ào ạt như là thác đổ mưa rơi vậy đấy anh em ha. À, thác đổ mưa rơi, gặp mấy trường hợp này như mình nữa là đi Đức đánh là đồng ý lắm. À, mình nữa rất là chặt chẽ anh em. À, hậu Long Thành vậy là con xe 8 xe bình ba liền anh em, mà cứu biết đâu con chốt ba này mình là con xe con pháo gì đâu. À, mình đừng có chủ quan quá, mình chủ quan sẽ gặp cô chủ quán đấy. À, nên mà con xe là khổ đấy. À, con chốt khổ rồi, con chốt là khổ cho Phan này. Ôi rồi quá mạnh rồi, thôi là năm điêu rồi anh em, mà cái ở đây là không thể nào chạy nổi. Ở đây trường đại đao không thắng thì quá dở này, chốt không đây Phan giảng là ra chốt mà con pháo là thua luôn. Đấy, con gì đây, con xe không, con pháo rồi. Con pháo rồi. À, chậm mà chắc, chậm mà chắc anh em. Con xe mình cứ tạt qua đây đi anh em á, mình bắt quân ra từ từ đi, mình có manh động quá, rất là manh động, đại đao manh động quá anh em. Nếu Đức cũng phải bó tài, quá manh động. Đấy, năm điều rồi. Chắc chắn là năm điều rồi anh em ơi. À, không mình từ mình ăn qua cái con chốt mình cứu đi, biết đâu lỡ con xe con pháo thì sao. À, đúng không, mình đã niêm người ta hai cái nắp rồi, mình phải tranh thủ mình lo cứu nắp đi, cờ sáng ai mà chấp mình nổi con mã hay con pháo đâu, đúng không, chưa kể hơn nè, mình niêm ra được con xe thì sao. Đấy, mình con xe 8 đây mình bình ba đi, rồi con tự mình đánh xuống cái nắp từ từ thôi. À, đấy con pháo nữa thấy chưa, cờ rất là mạnh đấy, cờ quá mạnh luôn đúng không. Đấy, cờ này mà không thắng thì không biết làm sao nữa. Quá mạnh đấy. Con gì đây, chắc con xe rồi quá. Ô con voi rồi, không ai rồi, không ai cho Phan ta giảng rồi. Nó nãy giờ ta ăn nước này đi đúng không, có gì đâu. Rồi con tượng nó đạp đấy, con chút ba rồi. Năm điều chắc chắn rồi anh em ơi, chắc chắn là tỷ số năm điều rồi. Quá kẹt cho Phan Thanh Giảng, quá kẹt. Đấy, kiếm không, ôi là chết con mã nữa rồi, chết con mã nữa rồi. Ăn con mã chắc rồi, hay là ăn con nắp. Chắc ăn cái nắp đấy, con mã đâu có đường chạy đâu anh em, con mã không có đường chạy nha. Rồi chết con xe rồi, chết con xe rồi, năm điều. Năm điều, năm điều, quá hay anh em thấy chưa, khán giả ơi, khán giả anh em mình đâu rồi, năm điều rồi, năm điều, năm điều, năm điều. Quá hay rồi khán giả thấy chưa, hai kỳ thủ đã cống hiến. À, một trận đấu kịch tính mỹ mãn, hấp dẫn quá anh em ơi. Kịch tính ly kỳ, lôi cuốn, hấp dẫn, hài hước, giống như là trong các quảng cáo chúng tôi đã nói lên rồi, những điều gì là có hết rồi, thể hiện cho khán giả hết rồi. Khán giả mình hãy chần chờ gì nữa, hãy like đi anh em ơi, like ủng hộ cho Đi Đức đi và kinh cho phát triển anh em, đồng thời cho các mạnh thường quân ấy, đang xem này, các anh các chú các chị đang xem đấy. Chạy có cái hướng ấy, người ta tài trợ mạnh thường quân là tài trợ nhiều hơn nữa. Cho khán giả anh em mình xem, quá hấp dẫn đây anh em ha, quá hấp dẫn đây. Có thể mà trường đại đao đấy sẽ làm thêm một show nữa, nếu mà anh có cảm giác cảm hứng đấy, khán giả mình hãy like đi anh em ơi. Lý Đức hãy mong khán giả đấy mình xem đấy, bấm vào một nút like cho nó nhảy đi anh em. Đấy, nếu mà lên được 200 like đó thì còn gì đẹp bằng những ngày bên nhau. Năm điều rồi, tỷ số anh em thấy chưa. Bảng số đã nhảy lên rồi mà tại sao mà nút like vẫn còn đứng anh em ha. Bảng số đã nhảy lên như thế này rồi, nút like là sao mà còn dừng bước đây anh em ơi.
ủng hộ mạnh đi anh em ơi, anh em khán giả mình ơi. Đấy, bây giờ đại đào có một con xe rồi, mà xem ảnh là chuyên gia tấn công anh em á, tấn công và tấn công. Ô trời đất ơi, lại thêm một thằng nữa, anh tính kiếm con xe mà ra con kiếm chốt mà ra con xe anh em ơi, con gì đây? Con chốt anh em ơi, con chốt rồi. À, có căng cho Phan Thanh Giảng rồi đấy, mà chưa nói là điều gì đâu, tốt mà anh em ha. Rồi ướp có nói lắm à, đại đao đang phấn kích rồi, đại đao đang lội nước dòng phấn kích rồi anh em à, đại đao đang phấn kích đấy. À, đại đao phấn kích đấy. À, xin chào, không có bực đâu, không có bực đâu, trời này nó tấn lên bắt cái con mã đấy, à, bắt con mã nha Trần Trọng Đạo nha, không có bực đâu. Người ta đâu dám dở lên đâu, Trần gì bực, dở lên thì chị bị chết con pháo giả sao. Đấy, à, coi chừng chết con xe, coi chừng chết con xe đây. Khéo đấy, không khéo là chết đấy nha anh em á. Đổi với lại là coi chừng con xe nó chết đấy, thật là khéo. Đây coi chừng cái con xe đấy anh em ha, coi chừng cái con xe đấy. Đấy. Chuông đại đao đã kỹ lưỡng rồi, coi chừng con xe đấy. Xe đứng ngay góc kẹt nguy hiểm quá anh em ạ, à, rất là nguy hiểm. Con xe đúng không kịp, à nếu mà người nào thắng đấy, à người nào thắng ván này, à nguy cơ là trận thắng rất là cao nha anh em, à để xem đấy, lợi thế là có đấy nhưng mà không thận trọng là không đấy. À, coi chừng bắt hai con xe này, nếu mà ăn cái con mã nó quăng lên rồi mà một con xe đấy anh em à. Đấy, không phải là dễ bắt quân mà cũng không phải đơn giản đâu, đừng háo táo, đừng lấp tấp chỗ này là không được đâu, nguy hiểm đấy. Coi chừng hai con xe đấy nha, cảnh báo, à. Coi chừng hai con xe đấy, thấy chưa, con mã quăng lên bắt hai con xe đấy anh em thấy chưa, cảnh báo, à biển đông, à, hãy coi chừng, à, thấy chưa anh em, thấy chưa, thấy con mã chưa, đấy con mã 6 tấn 4 là đưa một chiếc xe về đội đấy, à, cảnh báo để xem hai con xe đứng chỗ này ghê quá anh em ơi. Phải rộng rãi lên, hai con xe đứng ghê quá, đúng rồi, phải khéo đấy, không khéo là hai con xe nó đưa về đội đấy. À, cái gì đây? Yeah.
à, thấy chưa, đã vừa mới nhắc rồi cũng bị là vừa mới nhắc rồi à, biết đâu lên con pháo là con pháo sao con tự lên pháo cứu được, con tự lên con pháo cứu được em pháo không trời cứu đấy à, nếu lên con pháo đấy chưa, vừa mới nhắc anh em đấy chưa, nó nói rồi lập chụp là chết một con xe đã nói rồi, lập chụp là chết một con xe đã cảnh báo rồi mà không nghe anh em bây giờ chờ xuống luôn ấy à, cảnh báo rồi mà không nghe à, đã cảnh báo rồi anh em thấy chưa, hai con xe đứng rất là nguy hiểm đấy, vẫn còn gây khó khăn hoài anh em á, vẫn còn gây khó khăn hoài đây, con gì đây, con mã rồi giờ có bung con tượng lên không, đúng rồi con tượng 5 tấn 7 được không, con tượng 5 tấn 7 đi rồi con pháo đầu mình thúc về, con tượng 5 tấn 7 hay hơn, con tượng 5 tấn 7 được không à, là dùng con mã anh em á à, nó chặn liền à, đấy chứ con tượng 5 tấn hay hơn trường đại đao ơi, đấy nó dùng con pháo nó bắt nữa con pháo dưới này nữa này coi chừng đây. Trời, quá ngon luôn nè, đông quá. Rất là tiếc. Quan uổng quá bao đại dân ơi, quan uổng quá bao đại dân ơi. À, anh mà giục con mã lên đó, nó bình qua bắt con xe nữa đấy, coi chừng. À, hồi nãy quăng con tượng lên nó kín hơn, đưa vô pháo đầu người ta mới ngại chứ. À, bắt con xe ngay, con xe này coi chừng nữa đây. Con xe có chỗ chạy, à, còn chạy qua lộ 2 được. Nguy hiểm quá, đại đào của mấy cái nước rất là nguy hiểm anh em, đi hai con xe mà không có chạy qua lộ 2 thôi nguy hiểm quá anh em ơi ha, cờ ngon ghê mà con xe quá, con xe là thấy luôn con xe cái gì đây, con chốt à, con xe đi đâu nữa đây, chắc bình có bác sĩ không à, là bình qua lộ bác sĩ nữa. À, cả chạy cả dòng cái con xe này nè à, có không à, có bình có bác sĩ không hay đi đâu hay là khó nhất à, đi đâu đây, cẩn thận đấy, cẩn thận củi lửa, cẩn thận củi lửa, từng nhắc hoài mà cũng không nghe à, nhắc hoài mà không nghe, cẩn thận củi lửa, cẩn thận củi lửa à, chắc là đưa pháo đầu vô luôn rồi à, để thí luôn mà biết đâu lên thêm một con nữa, chắc buộc đó, bắt buộc là pha giảm phải thí rồi mới chống cờ lên, với chống cờ lên xe đập cái bóp sao anh em ha, phải chắc phải thí con pháo đầu à, nếu mà đại đào hơn lên con pháo nữa, đại đào quá đỏ dáng này anh em ha, đại đào lên con pháo này sẽ khó chịu đấy, cẩn thận củi lửa, cẩn thận củi lửa nào à, hỡi các anh em đại thương thương gia đình mình đâu hết rồi, hãy cho nút like nó chạy đi anh em ơi, Lý Đức xin nhân thành cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều đây anh em ơi, nút like nó vẫn còn đứng rồi, khán giả anh em đại thân thương gia đình mình đâu hết rồi anh em nha, à, và chân thành chiều nay khán giả mình hãy đón xem vào lúc 17:05 chiều nay à, Tùng Ông Vàng sẽ gặp Dũng Lầu Cai anh em, rất là hay đấy. À, bà Lý Đức xuống xin chân thành cảm ơn à, các nhà tài trợ à, như anh Lạc Bùi và anh La Lết Lê rất nhiều à, đã tài trợ cho một game đấu à, như thế này rất quy mô hoành tráng à, cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều à, à, cảm ơn Nguyễn Đức Anh luôn nè à, chú Tư H Anh N anh Thuần Phạm, anh Hồ Tinh à, anh David Lê, anh à, bác sĩ Thắng và Dr. Thắng à, và bác xin cảm ơn anh Đức Khánh rất nhiều đã tài trợ cho vừa rồi cái giải đấu cho Lý Đức Khánh, cảm ơn Đức Khánh luôn nha, anh Đức Khánh đấy, anh Đức Khánh Ngọc Ngôn à, cảm ơn bác sĩ Thắng luôn à, và đọc tờ Thắng luôn, cảm ơn Đức à, còn con xe nữa nè mà cảm ơn rất nhiều à, và đại diện cho các kỳ thủ à, đại diện cho các kỳ thủ và khán giả à, ban bình luận à, Lý Đức xin chân thành cảm ơn à, và xin chúc à, các nhà tài trợ, xin chúc các anh David Lê Lạc Hùi và các nhà tài trợ đấy à, được dồi dào sức khỏe à, sống lâu trăm tuổi à, vui vẻ à, như con chim sẻ, mạnh khỏe như con đại bàng
giàu sang như con chim phụng, làm lụng như con chim sâu, sống lâu như ngọc hoàng. Cảm ơn rất nhiều nha, một lời chúc rất chân thành và chân thật từ tấm lòng của Lý Đức. Xin cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều và nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cái gì đây? Xin chào anh Tâm Trần nha. Chào anh Tâm Trần nha. Chào anh Tâm Trần. Xin chào anh Tâm Trần nha. Bây giờ một con mã đối đầu hai con mã, không biết là bên đỏ còn xe không, chắc là còn xe không. Lý Đức chưa biết được nha, tại vì bên xanh đã hết hai xe rồi, bên xanh chỉ còn hơn lắm là một con mã nè, con mã với con pháo nữa nè. Đấy, ra tướng để làm gì? Ra tướng để tị nạn hai con mã này. Đấy, coi chừng đấy, đối với một tay cờ Phan Giảng ấy, đánh cờ sáng rất là cao nha anh em. Đấy, hãy cẩn thận về chừng đấy. Đấy, chuẩn bị con mã của bên Phan Thanh Giảng đấy là con mã 4 tấn 6 nữa đây. Tấn 6 bắt đây, con gì đây? Đấy, nó đang chuẩn bị rào cái con mã này. Chắc ủi qua không, ủi qua để đánh lên luôn chứ anh em ha. Ủi qua để đánh lên kiếm quân, như kiếm con mã với con báo chứ. Đấy, chuẩn bị quăng con mã lên bắt đây theo giờ. Buộc lòng lại đao con mã 50 tấn 7 rồi. Mã 50 tấn 7 rồi. Đừng chi quét cái con mã này, đuổi cùng giết tận anh em ha. Thấy không, nó rào quân rất là hay anh em, bây giờ cũng may là không sao. Chống lên con gì đây, con pháo hay con sĩ? Pháo con sĩ đây, con pháo rồi thấy chưa. Để Phan Thanh Giảng rất là chủ quan. Phan Thanh Giảng hai gì con chốt xuống, chốt nguội vậy anh em ha. Nếu xuống chốt nguội thì sợ con tượng nó lên. Chưa biết con nào đây. Nếu mà lên con này là Phan Giảng ăn, Phan Giảng con lép lại để anh em. Báo mã nó quấn ghê hơn. Con gì đây? Lên vậy nó ăn về con chốt đi anh em. Đấy, Phan Thanh Giảng đã thấy rồi. Phan Thanh Giảng thấy rồi. Con pháo 5 tấn 2 không? Con pháo 5 tấn 2 được không? Không được, con mã ăn xuống. Con chốt nó có con tượng dữ rồi anh em. Con chốt nó có con tượng dữ rồi đấy. Con tượng đỏ rất là hay. Con tượng đỏ là hay lắm đấy. Chắc thổi con mã về không? Ơi con mã về được chưa? Con mã 7 thối 5, đúng rồi, thối 5 thôi, có gì đâu mà. Con mã 7 thối 5, đúng chưa? Nếu mà ta xuống mình quăng con tượng lên sao? Con tượng bắt hai con anh em á. Về con mã rất là hay. Nếu mà ta con mã rồi quăng con tượng lên, con tượng 3 tấn 5 bắt hai con. Được chưa? Tao thối về là khác thôi. Khó khăn rồi, thấy chưa, cái gì đây? Thí không, thí được chưa? Hay là sao, có thí không? Mà thí gì cho bớt áp lực anh em ơi, thí không? Chứ con mã này không có xài được, thí đi. Đúng rồi, thí đi cho nó.
có con tụ này rất là khỏe nha anh em, con tụ này rất là hay đấy. Xin chào anh Tâm Trần nha. Sao giả chắc xúc lên luôn rồi, sao giả xúc lên luôn không, xúc lên luôn, con gì đấy? À, lên mã là mạnh lắm anh em. Chả con tượng vậy rồi, chắc chả con tượng vậy không? Văng lên luôn, đúng rồi. Nó quẹo con tượng về bên kia, quẹo tượng về bên đây rồi. Con tượng nó rất là hay anh em. Con tượng nó rất là hay đấy, à nên mình trọng dụng cái con tượng này này. Đấy, ôi chân con tượng này. Đao là muốn sổ con mã này mà, à, muốn sổ con mã đây. Ôi thua rồi lên con xe rồi, chết rồi lên con cọp rồi anh em ơi. 6-5 cho Phan Thanh Giảng, à, quá hay. 6-5 rồi. Trận đấu quá đầy cảm xúc, đầy cảm xúc và hấp dẫn anh em ơi. Khán giả anh em mình xem 300+ người và like không được 200 like anh em ơi. Ủng hộ cho Lý Đức đi anh em ơi, và kinh cho nó phát triển anh em á. Bấm một nút like đi anh em ơi, chừng chờ làm gì nữa đây. Đấy. Lai mạnh đi anh em ơi, lai mạnh ủng hộ cho Lý Đức và kinh nó phát triển đi anh em ha. Lý Đức chân thành cảm ơn rất nhiều, à, được sự ủng hộ của khán giả luôn đồng hành và ủng hộ. 6 năm rồi chị, tỷ số đã sắp về đích rồi khán giả anh em mình hãy like đi nha, gặp cái tôi đấy. À, mong sao cho đại đao ve lại 6 điều coi hấp dẫn anh em ha. 6 điều đi rồi khán giả mình xem một trận chung kết mỹ mãn, quá hay luôn anh em ha, quá hay. À, còn chốt nữa rồi, quá hay đấy, quá hay. Quá hay anh em ha. Bây giờ anh nếm tôi một con thì tôi cũng nếm lại anh một con rồi. À, con gì đây? Hòn pháo, à. Quá là gấp gáp anh em ha. À, trường quá gấp gáp. Đúng rồi, phải từ từ mềm mại mại thôi anh em ơi. À, pha là giả đâu, 2 con xe rồi, khó khăn rồi anh em ơi. Khó khăn cho đại đao rồi. Khán giả ơi, anh em mình hãy like mạnh anh em ơi. Anh em mình lại thân thương gia đình mình đâu rồi anh em ơi. À, tại sao chưa đủ 200 like như thế này? À, cho nút like nó nhảy đi anh em ơi. Lý Đức xin chân thành cảm ơn nhiều lắm nha. Thank you.
khán giả mình ủng hộ cho trường đại đao nên về tỷ số 6 đều cho khán giả mình xem, thắng bại ai cũng được anh em á. Cho xem nó hấp dẫn con gì đấy. Con chốt thì không cần, con chốt thì không cần gì hết. Chắc phải con tượng 7 tấn 5 không kiếm xe với sĩ anh em á, để con xe nó gặp cổ đi hoài cổ luôn. Con tượng 3 tấn 1 con gì đây, con sĩ rồi thấy không. Xe của trường đứng ở chỗ này nguy hiểm quá anh em á, không có chỗ đi, đang xe đang kẹt quá. Bây giờ đang thanh giả đang con tính vụ để mà ám sát cái con xe này đi. Sao bây giờ thí hay là để luôn, chắc thí mà thí thì mở nắp lên nữa chứ. Đấy là mở nắp lên, con chốt ba là con gì đây. Ôi ôi lại con chốt nữa rồi. Dỡ con tượng lên là con gì, con tượng 7 tấn 5 rồi. Có người chỉ hả? Bây giờ con xe đi đâu đây? Con xe khó nhất, không cho mở cờ thấy không? Không cho mở cờ. Những nó nước nhấp nha anh em, nước nhấp người ta không cho chống con tượng lên đấy. Xin chào anh Phúc Nguyễn Quang. Xin chào, cảm ơn anh Nguyễn Quang Phúc nha. Cảm ơn Nguyễn Quang Phúc đã like cho Tiến Đức. Phải Nguyễn Quang Phúc không anh Phúc rồi. Ta bỏ con máu đầu như vậy để chuẩn bị chống con tượng lên này ha, con tượng 7 tấn 5 đây để lên đây chơi ác mà thí con pháo giả này gần thành pháo thiệt là thí luôn. Đấy, con pháo thiệt chết rồi. Quan trọng là nó mở con này lên biết liền à. Để làm gì đây? Chuẩn bị là bắt cái con pháo giả này luôn anh em á. Đi như vậy là con xe binh qua bắt con pháo giả luôn rồi. Dám không lẽ phải là giả ngang con xe nữa này, dám ăn con xe lắm anh em ơi. Ghê quá. Ăn con xe là trận đấu sẽ kết thúc tại đây anh em ạ. Là con xe rồi quá. Ừ đúng không? Mới đi về làm xe rồi. Chứ không ai mà tự nhiên hiếm dừng cái con này đúng không? Để bắt con giả dân ra luôn. Chắc nghĩ là ăn con xe rồi anh em ơi, không ai mà cho con chốt ăn không như vậy đâu nè. Đối lực rồi sáng Phan Thành Giảng rất là hay anh em ha, rồi sáng Phan Giảng hay lắm. Chắc con mãn 8 thối 7 rồi, chiếc chiếu còn xe qua nó bắt nữa, chiếu qua bắt nữa đấy.
à, qua Bắc nữa thì sao? Hết rồi, chết xe rồi. Rồi con mã chạy nữa, chạy đâu đây? Con mã chạy đâu đây? Nói gì? Ép không à? Rồi nó giặt vô luôn, nó qua dở. Đi đâu à? Tướng cũng vậy hả? Tướng lại rút vô mòn á hả? À, hình ra là tướng rút vô mòn. Thua rồi anh em ơi, à, thua rồi. Sáng là ba đơn giản tính. Có đâu sao cái này chưa có làm được. Nó mới khẩn lại á. Nó khẩn lại cho nó. Ăn luôn hả? Đúng không? Nó chạy lên cái mã nó thử lại. Đâu này ăn luôn rồi, thôi ăn là được luôn hết rồi chết con mã này rồi. Cho đánh luôn rồi đó. Giết mã rồi thua chắc là ăn xe rồi đợi. Chạy luôn hả? Biết rồi. Dạ. Giờ cho thịt cho ai có dạ. Ờ. Chết. Chết con xe rồi em ơi. Thua rồi. À, về. Trận đấu sẽ phần thắng nghiêng về Phan Thanh Giản anh em ơi, chắc chắn rồi, đấy chỗ đây là ăn con xe rồi, à, một nắp một anh em ơi. Ủa má, con chỉ nghĩ rồi, con chỉ nghĩ còn giờ này. Thôi thì con tao cứ làm lấy nha. Xuống đây xuống ngon đây xuống rồi không ngon giữ lại chốt rồi.
sắp được 150 like anh em ơi, khán giả mình đã mạnh là like cho Đi Đức anh em ơi, trận đấu sắp kết thúc rồi đấy, khán giả mình đang xem đấy, hãy ủng hộ cho Lý Đức mỗi người một like đi khán giả ơi, anh em mình đâu rồi, hãy ủng hộ cho Lý Đức nha, Lý Đức cảm ơn rất là nhiều, trận đấu sẽ cấp tới hồi kết thúc rồi, tới đây đại đau rất là lép anh em ơi, chết xe rồi, chết rồi, thua rồi. Chắc chắn là đại đau thua rồi nên mà không còn ông chú chịu mở lên biết liền à. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó qua chốt là chết xe rồi. Đó, chưa ập được. Đó, đúng mẹ. Như cái còn chưa hết nó làm gì rồi nói sao thì thật nó không còn mấy không cái vợ con này Thiên An nè còn mà thua còn xe thế chưa thua rồi anh em ơi, tôi chắc chắn là Bình Xanh mạnh quá thôi không biết là họ tháo về mười chỉ cả chỉ hoài đó vì xe được thua rồi anh em ơi, chắc chắn rồi 7 năm nghiêng giờ cho Phan Thanh Giảng. Khán giả anh em mình bấm ủng hộ like cho Lý Đức 150 like đây, còn một like nữa khán giả anh em mình ơi, tại thương thương gia đình mình đâu rồi, trận đấu sắp kết thúc rồi anh em ha, làm tròn một số 150 đi anh em ơi. Lý Đức xin cảm ơn rất nhiều, hãy làm tròn đi anh em ơi. Ô cảm ơn khán giả đã một cái cuối cùng là thành 150. Lý Đức cảm ơn khán giả đó rất nhiều nha. Đấy có số tròn rất là đẹp anh em ha. Cảm ơn khán giả một mang bí danh một số 150. Ô 152 rồi, quá vượt mức chỉ tiêu rồi. Lý Đức xin cảm ơn. 5 giờ thì hết cái này sẽ có trận đấu giữa anh Dũng Lào Cai và anh Tùng Ông Vàng nha anh em, khán giả mình hãy like và đón xem hai trận cầu đấy con rất là kinh điển đấy, siêu tấn công. Khán giả mình đừng bỏ qua nha, khán giả anh em mình đừng bỏ qua trận đấu đấy, mạnh lên lại like đi, ủng hộ đi anh em ơi. Hai trận cặp đấu này là cũng là quá hấp dẫn nơi trường Đại Đao và Phan Thanh Giảng đây. Chẳng khác nào mà Dũng Lầu Ca với anh Tùng Ông Vàng hai tay đánh đấy. Chuẩn bị đây nha khán giả nha. Xong show này Liêm sẽ làm tiếp một cái show là giữa Tùng Ông Vàng và trường và Dũng Lầu Ca đấy. Đúng rồi, trận sau đó cha anh Chi ơi, trận sau cũng hay lắm, Tùng Ông Vàng và Dũng Lầu Ca. Barouet hãy quy tụ các khán giả anh em đại tướng gia đình mình anh xem. Đây hết cái này Lý Đức sẽ đóng like lại là setup cái trận giữa Dũng Lầu Cai và Tùng Ông Vàng nha anh em. Khán giả mình đừng bỏ qua, đừng bỏ qua, đừng bỏ qua. Hai kỳ thủ đã đánh rất là cống hiến cho khán giả mình xem, tấn công và tấn công, hai rồi tấn công đấy. Đừng bỏ qua trận cầu như vậy nha anh em á, đừng nên bỏ qua. Rất rất là hay đấy, trận sau cũng hay đấy, trận này cũng là hay nè, quá hấp dẫn. Dán này không ma trường Đại Đao bị giam một con xe rồi anh em ơi, trường Đại Đao đánh như thế này là rất hay rồi, quá hay rồi anh em á. Đã cống hiến cho khán giả mình xem như vậy là quá đẹp mắt, quá hay rồi. Trận cầu quá hấp dẫn, quá kịch tính. Thua rồi, tới giây này là thua chắc rồi anh em ơi, thua chắc rồi, không có bằng còn nào cả gì đâu, chết xe là thua rồi. Anh chưa mà
7 năm rồi à, một lúc nữa là 160 like đó anh em ơi, đã một lúc nữa đi, đã một lúc đi sắp hết chút rồi, cái gì đây? Vô tướng đi dùng con pháo chiếu nha, mà dùng con pháo là chiếu đấy à, trường này đâu không thấy nữa sao mà ngồi đi nước kỳ vậy, là chiếu con pháo thua đấy à, trường này đâu có thấy không, người ta vô tướng là thì dùng con pháo đấy nè, mà vô tướng thì bị con chốt nó gặt ra, con chốt nó gặt ra làm sao mà đỡ này, về con mã thì bị con chốt nó tấn tới nữa, bị con chốt nó tấn tới nữa đây, thua rồi. Đấy, cờ tướng mình đi chụp một ly rồi đi một dặm nha anh em à, đấy thua rồi anh em ơi, chín gì sao bí nổi ra tám gì ông ơi, ai gọi bánh canh không, đây là anh vô đây. À, xin chúc mừng Phan Lanh Giảng về với tỷ số 7-5 cho anh em à, xin chia buồn à, xin chia buồn với trường Đại Đao à, dáng đánh rất là hay anh em ơi à, quá hay. Rồi bây giờ Mỹ Đức sẽ đóng like lại để cho Liêm làm cái like giữa Dũng Lầu Cai và Tùng Không Vàng nha anh em, hãy đón xem à, khán giả mình hãy đón xem nha, đừng có mà rời màn hình mà bỏ cái điện thoại xuống, hãy like mạnh đi anh em ơi à, bây giờ Liêm sẽ set up à, giữa trận Dũng Lầu Cai và Tùng Không Vàng. Không có ai